nắng giọt mưa nào ai có lường. Ánh mắt đôi môi càng bé bàng, tình đắm tình say tình đã lỡ làng. Vẫn mãi mãi yêu em yêu vô vàn, vẫn mãi mãi yêu em khi duyên tình trái ngang. Cuộc tình ta giờ đây đành thôi cách xa. Người tìm ơi về đâu giờ đây nỡ hững hờ, dù em vẫn mãi mong chờ tình anh sao cứ ở thờ. Ta nghe rằng giữa mong tình phai, thôi hết rồi. Người tình ơi anh đã xa rồi, rồi còn ai em đắng cay vui nhớ thương hao. Anh và em bây giờ như vậy.
Xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay lại được trở lại cùng quý vị để xin được giới thiệu quý vị sản phẩm mới nhất của Tình Production, đó là Quê Hương Tình Yêu và Tuổi Trẻ số 16. Một năm đã trôi qua, ngày hôm nay thì Lâm Quỳnh lại có dịp làm việc lại với Huyền Ni. Không biết năm vừa rồi thì Huyền Ni có những cái sinh hoạt văn nghệ nhiều không? Năm vừa rồi sinh hoạt văn nghệ thì không có nhiều. Năm vừa rồi thì Lâm Quỳnh biết là Huyền Ni đang học năm cuối của trường pharmacy, cho nên là phải lo học cho nó xong, không thôi bị rớt thì khổ lắm. Đó là chương trình học thôi, còn chương trình văn nghệ thì Huyền Ni không có tham dự nhiều. Còn Quỳnh thì sao? Huyền Ni, nếu mà Huyền Ni học ra pharmacy đó thì vài bữa Lâm Quỳnh sẽ xin thuốc của Huyền Ni, là tại vì năm vừa rồi Lâm Quỳnh đi dạy suốt và rất là nhức đầu, kính thưa quý vị. Tại vì học trò Lâm Quỳnh thì lớn, người nào cũng lớn hơn Lâm Quỳnh, lớn cả người lẫn tuổi, nên mỗi phải làm cho Lâm Quỳnh hơi bị điên điên rồi đó. May mà Quỳnh không dạy Ni đó, chứ mà Quỳnh dạy Ni chắc Quỳnh điên luôn. Ok. Vâng, kính quý vị, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì như quý vị đã thấy, mỗi cuốn DVD của Trung Tâm Tình chúng tôi đều mang đến quý vị một liên khúc, kỳ này cũng không ngoại lệ, thì đó là liên khúc Top Hit 3 với những nhạc phẩm đang rất là nổi tiếng thịnh hành hiện nay. Và trong liên khúc Top Hit vừa rồi thì quý vị thấy có sự góp mặt của Helena Ngọc Hồng, Thúy Khanh, Vina Uyển My và Gina Bảo Trân. Vâng, ngoài ra thì đứng bên cạnh những bông hồng là những chàng ca sĩ rất là đẹp trai và dễ mến của Trung Tâm Tình, đó là Huy Vũ, Gia Huy, Kevin Khoa và nam ca sĩ Justin. Nếu như mà Lâm Quỳnh gọi đó là những bông hồng thì những chàng trai là gì? Cầm hoa hồng hả? Những chàng trai chắc là ông quá à. Và để tiếp tục chương trình thì Lâm Quỳnh và Huyền Ni xin được giới thiệu đến với quý vị nữ ca sĩ Minh Tuyết. Như quý vị biết thì nữ ca sĩ Minh Tuyết trong những ngày đầu xuất hiện thì đã hợp tác với lại là Tình Music Production. Và như quý vị biết thì hiện nay cô ấy đang là một trong những tiếng hát hàng đầu của làng văn nghệ hải ngoại. Tuy nhiên chúng ta thường đến với Minh Tuyết qua những nhạc phẩm trẻ, những nhạc phẩm top hit. Kỳ này thì Minh Tuyết sẽ gửi đến quý vị một dòng nhạc trữ tình quê hương rất là đặc biệt. Dòng nhạc của nhạc sĩ Minh Vi, sáng tác mới Quê Tôi sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của nữ ca sĩ Minh Tuyết sau đây. Thương con 9 tháng 10 ngày, để con khôn lớn bỏ mẹ mà đi. Mẹ tôi vẫn ngồi đây, lớn nha cưng. 98 đâu rồi? 98 nè. Út cưng đâu? Út cưng bên đây. Đó, thì đây vậy, rất lớn nha. Thấy không? Đô la không đó. Đó, bọn trở về đó, thấy không? Rất lớn nha. Rồi chúc các bạn mình ăn rất lớn nha. Thank you.
xanh lúa thơm, nghe mà thương thiết tha câu hò. Quê tôi cạnh bên nhánh sông, giang bờ lao tiếng nhịp chèo khua. Quê tôi giờ đang rất vui, hôm nay nắng xuân đang về. Quê tôi mẹ trong bóng con, nơi phương trời xa. Hương con ngày đêm gió sương, trên bờ vai gánh bao nhọc nhằn. Thương con mẹ đưa tiếng con, cho ngày mai ấm êm cuộc sống. Quê tôi giờ đang rất vui, hôm nay nắng xuân đang về. Rưng rưng mà nước mắt rơi bên hiên chiều nay. Quê hương mình đây nắng xuân đang về, bên hiên chiều nay có ai đang chờ. Thương con mẹ vui đón xuân lặng lẽ, nơi phương trời xa có nghe tiếng. Đông vui làm sao khắp nơi rộn ra, quê hương giờ đây mẹ vẫn cô đơn. Đón xuân lặng lẽ, nơi phương trời xa có nghe tiếng mẹ. Quê hương mình đang muốn lắng mùa rồng, khoan khoan hò khoan tiếng ai reo hò. Đông vui làm sao khắp nơi rộn ra, quê hương giờ đây mẹ vẫn cô đơn. Quê tôi đồng xanh lúa thơm, nghe mà thương thiết tha câu hò. Quê tôi cạnh bên nhánh sông, giang bờ lao tiếng nhịp chèo khua. Quê tôi giờ đang rất vui, hôm nay nắng xuân đang về. Quê tôi mẹ trong bóng con, nơi phương trời xa. Quê tôi giờ đang rất vui, rưng rưng mẹ nước mắt rơi bên hiên chiều. Vâng, kính quý vị, hiện nay thì quý vị thấy môn nghệ thuật nói chung của chúng ta được ảnh hưởng thế giới rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng là phim ảnh của nước ngoài đã tràn vào Việt Nam, và chúng ta coi những cái bộ phim bộ Hàn Quốc, những bộ phim bộ Trung Hoa, và nhạc cũng vậy, nhạc cũng được chịu ảnh hưởng của rất là nhiều nước khác nhau. Thì hiện nay các ca sĩ của chúng ta thường trình bày những nhạc phẩm ngoại quốc viết sang lời Việt. Đúng rồi, và nếu như quý vị để ý thì trong cuốn băng vừa rồi của Tình Music Production thì nhạc sĩ Lãnh Ngọc Tâm đã giới thiệu đến với chúng ta những bài hát được dịch sang lời Việt. Và trong lần này thì nhạc phẩm Dòng Sông Cô Đơn cũng đã được anh chuyển dịch và sẽ được gửi đến với quý vị qua tiếng hát của nam ca sĩ Huy Vũ sau đây. Ở mỗi dòng sông đều chất chứa nhiều kỷ niệm, ở mỗi con người kỷ niệm càng không biết đông đầy là bao. Em và tôi
đã có những khoảng lặng thật gần gũi ở một dòng sông, những khoảnh khắc đầy thơ mộng, đầy yêu thương và nồng nàn ấm áp. Nhưng tạo hóa đã đưa em về biển cả, để lại đây một dòng sông trống vắng mình tôi. Giọt nước mắt sẽ theo em hay tôi về biển cả, để ngày mai còn gặp lại trong mơ. Dòng sông cô đơn hôm nay xuôi ra biển, bỏ lại nơi đây bao nhiêu lắng đọng. Từ khi em yêu ra đi, mỗi cuộc tình nghe lỡ làng. Từng cơn đau trong tim anh như xé nát, người này theo sương khói giữa trời. Còn lại chỉ cho riêng ta, vì người giờ đã khuất xa. Người theo gió với nắng đã mãi ra đi thật rồi, mà sao ta vẫn nhớ không thể quên đi trong cuộc đời. Tìm đâu cho nhau hôm xưa những tháng năm tuyệt vời, ngày qua ta vẫn còn hoài luyến nhớ. Dù cho biết trước mắt mà sẽ không sao được lành, mà ta đây vẫn muốn yêu dẫu đau thương thêm một lần. Buồn không sao với nơi đây, ôi tháng năm mệt nhoài, tìm trong không gian nơi đâu có em. Cơn đau trong tim anh như xé nát, người này theo sương khói giữa trời. Còn lại chỉ cho riêng ta, vì người giờ đã khuất xa. Người theo gió với nắng đã mãi ra đi thật rồi, mà sao ta vẫn nhớ không thể quên đi trong cuộc đời. Tìm đâu cho nhau hôm xưa những tháng năm tuyệt vời, ngày qua ta vẫn còn hoài luyến nhớ. Dù cho biết trước mắt mà sẽ không sao được lành, mà ta đây vẫn muốn yêu dẫu đau thương thêm một lần. Buồn không sao với nơi đây, ôi tháng năm mệt nhoài, tìm trong không gian nơi đâu có. Đã qua bao thời gian và đã qua bao nỗi nhớ thương nhau, một mình nghe trong cô đơn, nghe trong những nỗi vắng xa. Người theo gió với nắng đã mãi ra đi thật rồi, mà sao ta vẫn nhớ không thể quên đi trong cuộc đời. Tìm đâu cho nhau hôm xưa những tháng năm tuyệt vời, để ta cô đơn hoài niệm nơi đây. Dù biết trước con tim ta đây sẽ không được lành, vẫn luôn muốn yêu dẫu cho sẽ đau thương thêm một lần. Buồn không sao với nơi đây, ôi tháng năm mệt nhoài, tìm trong không gian nơi đâu có. Mỗi xuân về thì
thì mọi người thường hay xếp lại những ngổn ngang, bề bộn của cuộc sống và chuẩn bị tâm hồn để đón xuân. Mỗi người ở mỗi độ tuổi khác nhau thì tâm lý háo hức hay là sự mong chờ về mùa xuân cũng theo đó mà thay đổi. Nhạc phẩm Cô Gái Xuân Thì sau đây thì lại diễn tả về cảm nhận mùa xuân trong suy nghĩ của những người thiếu nữ mới lớn. Đây là một nhạc phẩm đã được chuyển dịch từ nhạc của Ấn Độ, cho nên quý vị sẽ bắt gặp trong đó đạo diễn David Venn đã xen kẽ những điệu múa, những phong tục tập quán trong ngày lễ cưới của người Ấn Độ. Huyền Ni xin gửi đến với quý vị tiếng hát của nữ ca sĩ Tú Quyên trong nhạc phẩm Cô Gái Xuân Thì sau đây. Tự dưng đôi chân muốn e dè, tự dưng thân em như đứng im, mặt em như trang dấu
như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm. Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đầu cành lá thấm. Đó là hai câu mở đầu trong nhạc phẩm Cô đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Hạnh phúc là như vậy đó, là khi đôi lứa được sống bên nhau. Nhưng một khi hạnh phúc đã ra đi thì con người ta còn lại với những cảm giác gì? Có còn lại chẳng qua đó là sự cô đơn, sự trống trải và không biết ngày mai sẽ như thế nào. Nhạc phẩm Đổi đời sắp tới đây qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Như cũng diễn tả về tâm trạng cô đơn của một người con gái sau những gì mà cô cứ ngỡ là hạnh phúc đã quay gót ra đi. Cô ở lại đối diện với chính mình để rồi chợt nhận ra rằng tình yêu đã chết trong em, nụ cười đã héo trên môi, chỉ còn tiếc nuối khô nguôi, cô đơn bơ vơ tiếng hát lạc loài. Chỉ đùa vui khi đã qua chung tình chân thôi. Tình
còn chi khi vỡ tan ra vòng đôi đời, còn trong em niềm đau đời bơ vơ. Không tìm quý vị, trong kho tàng văn học Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ, mà trong đó có một cái câu Lâm Quỳnh rất là thích, một cái câu là giận cá chém thớt, có nghĩa rằng là mình giận người này nhưng mà mình lại chém người kia. Thì Lâm Quỳnh không biết là Huyền Ni có bao giờ giận cá chém thớt chưa? Có. Có hả? Chẳng hạn như là khi mà Ni giận bạn gái của Ni hay là Ni giận người yêu của Ni đi, cái đó quan trọng nha. Mình giận người ta nhưng mà mình không có nói thẳng vô, tại vì mình nói thẳng vào mặt người ta thì người ta nói là trời ơi sao nhỏ này dữ quá, phải không? Mình giận nhưng mà mình phải giữ thể diện. Cho nên là Ni phải, nghĩa là phải tự trọng đó. Đã giận rồi là còn kiểu cách hả? Có nghĩa là ngày hôm nay Lâm Quỳnh học được một điều của Huyền Ni là nếu như mà mình giận bạn gái của mình thì mình phải la bạn trai của mình. Vâng, sau đây Lâm Quỳnh xin mời quý khán giả cùng thưởng thức một vở hài kịch Giận cá chém thớt qua phần trình diễn của Minh Nhí, Kiều Linh cùng với Mai Sơn và Mai Ca. Lâm Quỳnh và Huyền Ni xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Ôi, sao mà mệt mỏi quá vậy? Rồi, xong. Mình phải chiếm hết địa bàn này. Hên thiệt, bữa nay con mẹ bán hột vịt lộn này đi trễ, mình đi sớm, mình giành hết nguyên cái địa bàn này. Cây to bóng mát, đã quá, cho con mẹ ra, con mẹ tức ói máu chơi. Người đàn bà muộn màng đã tới. Từ từ, từ cho tôi đi con, nào con muối má vậy con? Dừng chân chân lên khi chiều nắng. Tập con muôn tà áo. Má con đứa mà suốt ngày ăn hàng ăn nhà hoài à. Con đói bụng mà. Con hứa với má con về lẹ lắm. Hai dĩa bánh bèo, một ly chè đậu đỏ, một ly bánh lọt. Con về liền nha. Ăn vậy mà làm ăn ít đó. Đi về lẹ phụ má bán nha chưa con. Tránh ra cho tôi dọn hàng. Tránh ra cho tôi dọn hàng. Dù gì đấy. Trời. Dừng chân trên bên khi chiều nắng lên chưa có phải. Trời phải. Ê, trai. Ca hát vui vẻ quá. Quá vui. Ông nghĩ sao vậy? Vậy. Đây là cái địa bàn mọi hôm tôi bán, ngang. Tôi bán hộp vịt lộn tại đây ngang. Ông là ông bán chanh ở phía ngoài kia. Phía ngoài nắng ở kia kìa. Nghĩ sao hôm nay mà bành trướng ở đây vậy cha? Bà nói làm sao mà nói lại, bà nói lại cho tôi nghe thử coi nào. Thì biết là nghe nè, khu đất này là khu đất mọi hôm tôi bán hộp vịt lộn tại đây. Còn của ông là ở bên kia. Thế à? Dời đến. Thế à? Vâng. Đất của bà. Ừ. Ồ, thế à? Đất của bà, đất của ông cố nội cha bà để lại hay sao mà bà nói đất của bà hả? Bà có mua chưa? Bà mua mấy trăm cây vàng, mấy tỷ, bà trương cái bàn phán ra đây cho tôi coi. Bàn phán là cái gì cha nội? Là cái bằng khoáng đó. Bằng khoáng sao nó bằng khoáng là bàn phán? Tôi thích nói vậy cho bà tức chơi được không? Bà có bàn phán cái miếng đất này của gia phả nhà bà để lại từ đời ông cố nội cha bà để lại cho bà hay không? Thôi, tức con quá ngang. Tức cái gì mà tức? Ông đừng có nói ngang, nó ngược nghẹo cho ông hai. Ngang ngược cái gì? Tôi nói cho bà biết nha, cái miếng đất này là cái miếng đất của nhà nước.
Hay không? Miếng đất này là miếng đất chung, ai muốn ra đây bán buôn thì bán, hay không? Người nào ra trước thì giành trước, người nào ra sau thì giành sau. Mỗi ngày bà văn bùn bà ngủ ở đây nè, bà ngủ suốt để sáng bà mở hàng bán hột vịt lộn đây, tôi không có nói, hay không? Còn bữa nay tôi ra trước thì tôi dọn hàng trước, hay không? Cái chỗ mát này là của tôi, còn cái chỗ nắng bên kia kìa là cái chỗ đó để dành cho bán hột vịt lộn. Xong chưa? Xong. Đang nói mà có miệng giam kéo được da non luôn à? Trời. Trời, đàn ông mà cái mỏ mà nó dài dài ra vậy nè. Đỡ hơn bà, cái miệng bà dài tháng tôi thổi lên tới ốc bò này giống y như bà đeo băng đô. Bởi vì tao nói ông nói quá, ông nói quá mà người ông càng nó càng rút lại, em thấy không? Ngày xưa đâu có nhỏ vậy, đâu có bé tí bé xíu vậy đâu mà nói riết mà rút lại còn nhiêu đó đó. Trời bà nói ai là cô hồn? Tôi nói ai người đó mới biết. Bà nói tôi là cô hồn á? Ừ. Xin lỗi bà nhìn lại đi. Tôi sao? Thiên thần nè. Trời ơi. Trời thấy ớn không? Ác quỷ. Ờ, tôi ác quỷ bà ác mà. Ừ, vậy đó rồi sao? Bà ngon đó bà. Trời ơi. Cái loại người là người người gì? Người gì? Người phản bội. Cái này vô duyên. Tự nhiên đang nói chuyện dành đất dành đai dành chỗ bán hàng nhưng nó phản bội là sao? Bà nghĩ là đi. Gì? Bà nghĩ bà có phản bội không? Tôi phản bội nào? Tôi nói cho biết nha, ông đừng có vu oan giá họa cho tôi nghe. Chồng tôi chết 10 năm nay tôi thủ tiết, tôi thờ chồng, tôi nuôi con tôi nghe chưa? Bà thờ tôi... chồng bà hả? Ừ. Bà không có phản bội hả? Ừ, trời bà ơi. Bà quên rồi ư? Quên gì? Quên cái chuyện ngày xưa rồi ư? Ngày xưa? Ừ. Ngày xưa làm sao quên được? Ngày xưa tôi lát ngọc cành vàng, ngày xưa tôi quyền quý cao sang mà sao quên được? Bà chính bà ngày xưa đó cũng đèo bồng mơ người đẹp lầu son. Có nghĩa là mơ giàu sang, mơ nhà lầu xe hơi. Bà mới quên tôi, bà mới bỏ tôi. Không có. Trời ơi, bà quên cái mối tình cái mối tình thơ mộng của tôi với bà xưa. Tự nhiên đang nói cái gì? Cái gì? Bị trúng gió hả? Trúng gió hả? Trúng gì? Chứ bị gì? Tôi đang nhớ lại cái câu chuyện ngày xưa, cái mối tình của tôi với bà. Tôi xúc động, làm gì trúng gió. Ngày xưa tôi với bà yêu thương nhau thấm thiết. Mối tình mình đẹp lắm, phải không ông? Đẹp như chuyện tình Labobo và Mobilet. Đừng có chặt đất ơi, chặt đất ơi. Người ta là Romeo và Juliet, ông nội ơi. Miễn sao có O có S thôi được rồi. O S gì? Bây giờ tôi nói ông rồi. Bà lúc đó bà tham tiền, đúng không? Không, cái thằng hàng xóm nó nhào vô, bà thấy nhà cao cửa rộng, cái bà mê nó, cái bà bỏ tôi. Bà bỏ một nghệ sĩ tài hoa, một họa sĩ tài văn, một người vẽ tranh tuyệt vời. Trời ơi, tôi nói ông rồi. Ông có nhớ là ngày xưa đó, tôi rất là xinh, tôi đẹp lắm. Tôi xinh ơi là xinh vậy đó. Mà ông á, thì ông yêu tôi thì ông không dám nói ra, đúng không? Rồi để ông nghe ông bà ta người ta có nói sao. Nói gì? Sao? Cứ giờ thì cứ liền tay, chứ để lâu ngày hàng xóm nó rinh về nhà. Bà nói đó bà đẹp nhất hả? Ừ. Dám đâu, hồi đó bà xấu nhất bà nội. Thôi đi cha. Chỉ có tôi hốt bà thôi à, chứ không ai hốt bà hết trơn trời. Đừng có xúc phạm tới cái nhan sắc của tôi. Mà tôi nói thiệt nha, làm ơn làm bước đi, bán hột vịt lộn mà bà đặt làm thơ. Còn ông sao? Câu thơ của người ta là cưới vợ thì cưới liền tay, để lâu ngày thằng khác nó xơi. Tự nhiên cưới vợ cưới liền tay, để lâu ngày thằng hàng xóm nó rinh về nhà. Nhưng tôi thích nó chế lên, tôi thích nó lạ hơn người khác, tôi mới thích làm giống ai hết á. Trời ơi, mày nãy giờ nhìn thấy ghét không? Ghét không? Làm gì ghét? Trời ơi, buôn bán dạo thôi. Chồng không được rồi, ghét à. Ghét cái gì? Buôn bán dạo thôi mà, đâu phải làm ông này bà kia đâu. Cái mặc đồ, cái lên đồ thấy ớn không? Trời ơi, quần ủi láng con, trời ơi, dài nữa chứ. Áo mặc sọc xanh, sọc vàng ha, ướm được. Bà tức gì? Tức gì? Nè, tôi nói cho bà biết nghe chưa. Tôi là bán tranh. Tranh? Tranh của tôi là tranh nghệ thuật. Tranh của tôi là tranh coi như có giá trị. Không? Ít nhất tôi đứng tôi bán tranh. Tôi ăn mặc cho nó lịch sự, đúng không? Nè, người ta nói nghèo thì cũng phải cho sạch, không? Rồi sao? Bà tưởng bộ đồ này dễ kiếm hả? Đâu ra? Kiếm đâu ra? Để dành tiền 3 tháng trời không dám ăn, không dám xài gì hết trơn. Phải sắm một bộ đồ dày để đứng bán tranh. Bà thấy tôi bán đắt không? Tôi bán đắt không? Tranh tôi vẽ ra là bán được. Ngựa quá chi, phải để dành 3-4 tháng mới có tiền sắm đồ ngựa. Ừ, cái gì? Cái gì? Bà gì? Bà nhìn lại bà đi. Tôi sao?
tôi mỉm miều, tôi dễ thương, tôi đẹp quá mà. Nhìn vô đi nè. Trời ơi anh hai ơi, ai mà xinh thế? Ai xinh thế hả? Làm quá chứ xinh cái gì mà xinh. Cái số tuổi là bà bao nhiêu rồi hả? Mà tóc tai coi kìa. Sao tóc sao? Quăng tiết thò lò ha, ăn mặc đi bán. Bán hột vịt lộn thôi mà, chứ đâu phải bán hột sàn đâu. Mà làm gì tóc hai lai thấy ớn à. Mới móc lai đó 20 ngàn. Đẹp không, đẹp không? Trời ơi, bà móc lai có 20 ngàn mà bà khoe hèn chi. Trời ơi, giống như lông chó cò vậy à. Thôi nghe, muốn xúc phạm tôi hoài nghe. Mai mốt bà khỏi tốn 20 ngàn, tôi làm cho bà 2 ngàn thôi nè. Bà cứ làm việc, sao bà đưa tôi 2 ngàn, cái tôi lấy màu của tôi móc like cho bà. Thôi thôi, màu gì cũng có hết trơn á, đỡ tốn 20 ngàn. Kệ tôi đi, tôi có tiền ít, tôi làm ít kệ cha tôi. Trời, không mắc mớ gì tới ông à. Trời ơi, bán hột vịt lộn mà ăn mặc diêm vúa màu mè vậy mới đông khách. Đông khách hả? Mỗi ngày bán có 20 trứng lộn mà. Mà tối về đếm còn tới 18 trứng. Trời, tối qua nhà tôi người ta ghét, người ta ghét, ăn mặc về người ta ghét. Người ta nói trời ơi, bán hột vịt lộn mà chân diện quá, người ta ghét. Ghét kệ tôi, ghét kệ tôi nghe. Trời ơi, còn ông bán đắt hàng quá ha. Sao không? Bán đắt hàng mà tranh còn quá trời vậy ta. Làm gì còn. Tranh tôi vẽ ra là hết. Vẽ ra là hết hả? Hèn chi ha. Vẽ sao mà đẹp quá tới số lượng mà hình chụp nhiều hơn hình vẽ nè. Coi lại sao đi à nha. Bởi bà không có nắm được cái thông tin thị trường gì hết trơn. Trời, sao? Tôi vẽ tranh. Nhưng mà cái yêu cầu của khách là mua tranh chụp. Để tôi bán, hiểu chưa? Theo yêu cầu của khách hàng phải không? Đúng. Thì đó, ông phải về ông nằm dắt tay lên trán suy nghĩ. Là tại sao người ta không mua tranh vẽ của ông mà ta đòi mua tranh chụp? Là lý do là tại ông vẽ xấu quá, biết chưa? Thôi mệt quá, tránh đà. Đi ra ngoài nắng đi. Tôi không ra nha. Tránh đà, tức rồi, tôi không cho ông chỗ này nữa, tôi lấy lại chỗ. Đi ra, không có lên chỗ. Trời ơi, tôi té nha. Bây giờ, đứng. Bây giờ tôi không nhịn nha. Nè, sáng sớm chưa mở hàng mở vốn gì hết trơn trời nha. Bây giờ ông mà nói tiếng nữa tôi cho nguyên một cái lỗ vịt lộn vô đầu ông nè. Ông đứng ở đi. Cái gì? Bây giờ sao? Bây giờ ông có trả chỗ lại cho tôi không? Bà làm gì? Tôi cho nguyên cái lỗ vịt lộn vô đầu ông nè. Bà dám không? Trời, ông tách đi tôi làm cho ông coi. Bà làm đi rồi tôi thách. Ông tách đi tôi làm. Ủa bà phải làm tôi mới thách được chứ. Ông tách tôi mới làm. Trời ơi, đợi người ta thách mới làm là nhát, là hèn, biết chưa? Bây giờ không thách tôi cũng làm nè. Cha hai đứng lại. Trời ơi, cứu tôi với. Trời ơi, hột vịt lộn hành hung nè. Trời ơi, hột vịt lộn hành hung quả sĩ. Cờ bà cứu còi đi cờ bà ơi. Bà tiếng sao vậy? Bà tên cái gì vậy? Bà tên lấy ông vinh lộn, bà liền lỗ đầu bà ơi. Cứu tôi vậy. Chả tôi là bà của trời. Tía già rồi bà nhoi người ta ghê không? Trời ơi, cái gì vậy tía? Thì từ từ giải quyết rồi tía, làm cái gì vậy? Lỗ đầu rồi. Lỗ đầu gì đâu, con thấy lỗ hồn vinh lộn còn nguyên đó mà. Tía nói gì vậy? Mày thấy tía mày không? Mày thấy tía mày du quan giá hoài cho tao không? Cái rổ còn nguyên nha, tao đâu cho được trứng nào vô mặt ông đâu. Trời ơi, già rồi mày nhoi không nên nết gì hết trơn trời à. Trời, gì nữa vậy? Bà con tôi đẻ nó ra, bà tôi bán buôn hàng ngày kiếm tiền nuôi cho nó lớn hồn. Nó lớn hồn sao giờ nó mê con gái người ta, nó bên người ta, nó chửi tôi là trời ạ. Đâu có đâu, thì con nói đúng mà tía. Trời ơi, trời ơi. Tía, giống bị thọc huyết ghê. Trời ơi. Nghĩ tốt nè cha nội. Tao biết rồi, làm gì đó mày là tao. Tao cấm từ đây sao không cho qua lại với con của bà. Trời ơi, xin lỗi ông mà khỏi cấm đi ông hai. Trời ơi, tưởng gái tôi là thích con trai ông hả? Còn lâu à. Gì rồi, gì giờ nhảy đành đập đi mang quà à. Làm cái quả tôi rồi. Nè, tôi nói cho ông biết. Sao? Cái gì? Bây giờ là hai cha con hùng nhau hiếp tôi cái gì? Bà nói sao? Bà nói con gái bà. Ra. Con trai tôi mê con gái bà. Gái tôi đẹp, bạn trai ông mê, đâu có cửa. Bà nghĩ lại đi. Nghĩ bà sao? Nghĩ lại đi. Sao? Bà nhìn lại con trai tôi đi. Sao? Thấy chưa? Phong độ không? Dễ thương không? Gương. Hả? Con gái bà mê con trai tôi. Chứ ở đó trời ơi nè, con trai tôi nè, học cao, hiểu rộng, lịch sự, văn minh. Con của bà biết cửa. Biết cửa? Trời ơi, chắc con gái tôi chắc không học cao, hiểu rộng quá.
Bây giờ sao? Giờ hai cha con muốn gây tôi cái gì? Rồi sao? Rồi hãy đợi đấy. Đẹp! Bà Tôn! Đẹp! Đẹp ơi! Trời ơi! Đẹp ơi! Hai người này hùng quánh má con ơi! Trời ơi! Chết má rồi con ơi! Trời ơi! Máu me chảy tùm lum rồi! Trời ơi! Trời ơi! Máu me chảy rồi! Trời ơi! Quánh gì mà quánh dữ vậy? Trời ơi! Trời ơi! Chắc chết chứ làm sao mà sống nổi nè! Trời ơi! Trời ơi! Đẹp ơi! Đẹp ơi! Chết má rồi con ơi! Đẹp! Trời ơi! Cứu má con ơi! Máu me! Trời ơi! Hay quá! Hay quá! Trời ơi! Hát tuồng hay quá! Hát tuồng hay quá! Nhoi 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 hơn con dòi nữa. Dòi này dòi bà. Trời ơi, bà nhoi gặp tôi nữa. Ông quánh tôi chảy máu nè ông thấy không? Con ơi chảy máu rồi con ơi. Trời máu thiệt có bác hai rồi. Bác hai máu thì mà ơi máu quá trời máu nè. Máu cái gì mà máu? Trời bác hai chứ anh sao anh nghĩ sao anh hiếp mình má con vậy? Ủa quánh hồi nào sao anh không hay mày hả? Thấy chưa mày thấy con bả chưa? Con bả hồ đồ chưa? Bả ra bả nói vậy cái con bả binh bả liền mày thấy chưa? Để con cái nói loại mà. Người vậy mà mày yêu được hả? Mày tránh qua một bên coi. Để con này cũng tránh ra. Nè, tôi nói cho bà biết nghe chưa, bà đừng có vu khống nghe chưa. Tự nhiên ai đánh bà, không khí nó đánh bà chứ ai đánh bà. Bà lấy màu của tôi, bà quẹt lên rồi nè. Chưa đủ đâu, quẹt vậy ít quá vậy. Đây nè, bà quẹt vậy nè mới được. Trời ơi, bây giờ ông động tay động chân với tôi nè. Rồi đàn ông con trai mà động tay, đàn ông bọn với phụ nữ. Bây giờ tức quá, tôi bây giờ không muốn buôn bán gì, tôi không bán được, ông cũng không bán được luôn. Dẹp mày trên đó. Tao cánh mày không có được qua lại với con mà đâu thiệt đâu. Trời ơi tranh của tôi. Trời. Tiếp tiếp. Không có kêu mày. Tao đang khóc kêu gì. Tôi kể người nghe chuyện tình lãng và điệp một chiếc. Ủa con gì đâu kêu vậy ta? Đẹp đẹp trời trời ơi, điện giật hả đẹp trời. Em nhảy ra đại đi chứ cha anh không dám nắm đâu, nắm anh giật luôn á. Nhảy ra điện này cao thế đó, lẹ lên. Điện nào giật em? Ủa không phải hả? Cho xem cần đất anh tưởng em bị điện giật. Trời ơi mất chỗ ngồi sao mà ngồi khóc không ngồi dưới gốc dừa gốc cây rồi đi ngồi dưới gốc cột đèn. Đợi anh em lớn thì tới trong đó luôn rồi đó. Anh tới trễ quá vậy sao vậy? Thôi xin lỗi á, tại anh cũng phải anh canh me ba anh đi rồi anh mới trốn anh đi ra gặp em được buộc. Vậy á hả? Em cũng vậy đó. Má đi ra chợ bán rồi em trốn má chạy ra đây gặp anh nè. Không biết ông có me ra ông rình ông bắt hai đứa ông đây không biết nữa. Có đâu anh ơi. Ủa mà em hẹn anh ra đây làm chi vậy? Chuyện buồn gì vậy mà anh nỡ hỏi em câu đó? Chuyện gì nói đi. Chia tay chứ gì. Đẹp. Đẹp. Chia tay hả đẹp? Sao vậy? Đúng rồi, chia tay thiệt rồi. Tự nhiên hẹn người ta ra đây rồi nói chia tay à? Chứ sao, ba má mình đâu có bằng lòng đâu. Nói đẹp nghe nè, cũng cái chuyện một tình cảm hai đứa mình ba má cấm đoán á. Em biết không, mấy ngày nay anh không ăn, không có ngủ gì hết trơn á trời á. Dạ anh tưởng em chắc ăn được, ngủ được lắm á hả? Anh biết mà. Em cũng giống như anh vậy đó. Trời ơi, ốm còn da bọc mỡ không nè. Sáng á, em nhớ anh, mà em ăn không có được. Tội nghiệp quá. Chưa hả, ăn không có được vì em nhớ anh. Tội nghiệp em quá. Còn tối á, ngủ không có được. Anh biết rồi, tại nhớ anh phải không? Không phải. Vậy chứ gì? Tại vì em đói bụng em ngủ không có được. Nãy giờ người ta tưởng là thức sáng đêm nữa, nhớ người ta tưởng sao đó bụng ngủ không được à. Em nói thiệt chứ bộ, nguyên ngày em đâu có ăn gì đâu, tối đói em ngủ đâu có được. Dạ. Ừ. Em phải đợi má ngủ rồi đó, em trốn xuống dưới bếp á, em quất hai tô cơm nguội. Ấm lòng, được phải không?
Ôi, gái đứa ăn kiểu này bước eo yết đâu còn không biết nữa. Đẹp ơi. Dạ. Không lẽ mình chia tay thiệt sao đẹp? Chắc em nghĩ mình chia tay thiệt thôi anh đâu có cách nào khác đâu. Chuyện tình mình buồn quá vậy. Buồn lắm anh ơi. Ủa chiếc nhẫn này giả thiệt vậy em? Chiếc thiệt giá nữa. Chứ không phải thằng ke nào nó tặng em hả? Có, má lụm ngoài chợ mới đưa em đeo á. Kệ nó, đeo cho nó có gái rồi, nữa phải có nữ trang em ha. Nói tới nói lui anh cũng buồn quá. Không lẽ chuyện tình mình nó buồn mà chia tay giống như là anh là An Lộc Sơn còn em là Dương Thái Trân. Ờ đúng rồi. Tự nhiên cái số phận giờ biểu anh phải là thằng Minh để mà xa. Tuấn Nguyệt là em nè. Đẻ tôi là đẻ. Anh Tuấn Cam ơi, anh Tuấn Cam ơi. Kiểu này là anh phải đi tu rồi em ơi. Không đó. Ủa sao vậy? Hả? Anh nói bậy quá. Tu gì ở đây? Chứ bây giờ sống mà không có em mà biểu anh sao sống đi. Chỉ có nước đi tu thôi chứ không lẽ rồi anh sống. Sống mà một mình anh rồi anh nào. Điện giật quên, quên. Trời chút xíu ngồi đó là điện lát nó giật cái chết quá không. Chưa chết, chết điện trước rồi đó. Giờ rồi không có em anh sống được rồi đi tu thôi đó. Đừng đi tu, anh bỏ em cho ai. Bây giờ chứ còn cách nào nữa bây giờ. Bây giờ năn nỉ ba. Không được đâu, anh dùng. Anh cứ nói ông hoài bên lỗ tai, nhiều lúc ông ngủ nằm kế bên anh để cái loa anh nói là bà ơi cho con yêu đẹp đi, bà ơi cho con yêu đẹp đi. Mà ông cũng không cho. Ba không cho gì anh cứ để mình vậy hoài vậy đó hả? Chứ giờ còn cách nào nữa đâu. Giờ năn nỉ ba bằng đủ mọi cách, em cũng vậy nữa. Vậy đó, thử mình làm cú chốt đi. Ừ, không được. Cho nhảy ra đặt chết. Vậy ha, được cái mình tới luôn, còn không được cái mình trốn lên Sài Gòn hai đứa đi bán vé số sống với nhau trên cũng được đi không? Em bán xong. Bây giờ về đi, anh về năn nỉ ba. Được cái là anh cho em biết tin vui liền nha. Em được, anh cũng cho em biết tin vui luôn. Tôi lên đường phố cũ tìm em chiều hẹn hò. Trời ơi, tí không trả lời, tí nằm tí hát hoài, tí ơi. Cho nhau niềm vui cuối tuần. Tí cái cuối hay quá ha. Cuối tuần. Hay. Tí. Cái gì mệt quá. Tí không trả lời gì hết trơn à. Tí hoài, bực bội quá. Bực gì? Đi bán buồn gì mệt mỏi, kêu đám bóp có chút xíu mà nó cằn nhằn cử nhửi hoài à. Thì giờ tía nói tía đồng ý đi, cái chuyện con với đẹp á thì đồng ý đi hai đứa con. Ta đạp cái, ta đạp cái văng vô tường dính giống như phù điêu bây giờ nghe. Nghe. Vừa vừa phải phải thôi à. Tối ngày cứ đẹp hoài. Con bảo đảm với tía hả? À, đẹp mà về làm dâu tía là tía chịu liền á, giỏi lắm á. Trời không dám đâu. Bây giờ tía gật đầu đi. Mày thấy không? Mày thấy tao với má nó không? Y như mặt trời mặt trăng vậy đó, không đội trời trung. Mày kêu làm xui gia làm sao làm được? Ta hỏi mày nè, nguyên cái khu phố nhà mình nè, thiếu cha gì đứa, con Mận, con Mùi, con Lùng, con Tí, con Hoa, con Sen, không chịu. Tối ngày, đẹp đẹp. Nhưng mà đẹp, con đẹp yêu đẹp chứ, con đâu yêu mấy đứa kia đâu, à, tí ép gả con mấy đứa đó. Cười, cái tên nghe là nó là nổ dịch đẹp, tôi ghét tên đẹp đó mày, thiệt. Nhưng mà dễ thương. Cái tên xấu nhưng mà người dễ thương lắm. Thôi bây giờ vậy nè, tí chỉ cần gật đầu một cái là con kêu đẹp tới gặp tí liền nha. Nằm về khó. Rồi rồi rồi, tí gật đầu em ơi, vô. Đẹp vô, đẹp vô. Con chào tí. Tới rồi. Tới đâu vậy? Dạ đứng sẵn ngoài thôi. Trời ơi. Gan ghê ha. Tao gật đầu nào mày. Thì coi như gật đầu đi. Dạ mời tí qua ngồi. Kêu nó vô cũng phải để tao chuẩn bị chứ. Nằm sải lai như cái chai vậy, tự nhiên cái. Dạ tí ngồi. Đấm bóp gì mà mệt mỏi à. Trà. Dạ con mời tiếp. Con gan dễ sợ. Không có miếng nước nào hết trơn mà dám mời tôi à. Đi tao. Dạ. Như đó thôi à là dạ, thấy không được rồi à. Dạ, con nước, sợ nước. Tí la dạ. Con ấy. Quýnh quán phải không dạ. Con? Mai mốt là mời phải coi trước coi sau đàng hoàng chứ không? Dạ. Quýnh quán thì mời không có miếng nước rồi, nào nước, chứ nước, mà mời nước, thấy. Nước, có nước, tí, có nước. Nước. Sáng giờ con chưa nấu. Dạ thôi khỏi uống. Dạ. Hay ghê. Con trai cũng vậy mà con dâu cũng vậy nữa. Gan quá ha. Ập vô nhà tôi kêu tôi bằng tía ha. Ủa? Tôi nhớ tôi chưa có cưới vợ cho con tôi mà sao có người kêu bằng tía ngọt xớt vậy trời. Thiệt.
Chứ đồng ý. Nhà này ngộ lắm. Muốn vô đây làm dâu nhà này cũng phải là chuyện đơn giản. Thấy không? Bây giờ muốn vô làm dâu cũng phải thể hiện sao mà cho tôi tin tưởng là tôi có được một con dâu ngoan hiền, đàng hoàng, giỏi giang. Ê, tí, giỏi lắm, giỏi lắm. Dạ, Tam Tòng Tứ Đức nấu ăn giỏi lắm luôn á. Con biết nấu ăn giỏi lắm á Tía. Ở nhà má con không biết con nấu làm sao á. Ngày nào má con cũng ra tiệm riết má con lên được 2kg. Nó nấu ăn giỏi mà ngày nào má cũng ra tiệm. Dạ, tại không phải. Cứ nó về đây xong ngày nào nó cũng nấu tốn tiền mà tao ra tiệm tao ăn. Không phải, tại bữa đó bác Tư gái rồi đi bán hột vịt lộn rồi sẵn ăn ngoài chợ luôn. Dạ đúng. Dạ sẵn ăn ngoài chợ luôn. Dạ. Mày pin quá. Mới nói ra vậy cái mày pin nè. Pin chích chích chứ. Pin chích chích rồi à. Dạ. Mày pin gì mà có chuyện ta đó. Dạ. Cái ngoài chuyện tốt tại nó ăn luôn. Dạ. Ngoài mấy chuyện đó hả, con cũng có nhiều đức tính tốt lắm á Tiến. À đâu kể. Hôm bữa đó con ra chợ con thấy bà già cái cờ bà qua cầu khỉ mà bà không có dám qua. Con ra tay nghỉ hiệp con dắt bà qua cầu. Đó thấy chưa, hay là Tiến chưa thấy tốt không? Giúp mấy người già cả đó Tiến. Dạ. Nghe cũng rồi, ngọt lỗ tai. Dạ. Rồi em qua rồi cái người ta già cả mình phải giúp đỡ cho người ta. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi qua rồi bà già có cảm ơn em không? Dạ có. Bà nói con á là sao biết không Tiến? 2.000 tiền công của con là mắc đó. Mày dẫn tao qua bên cầu xong rồi mày lấy 2.000 tiền công hả? Trời đất ơi sao con kỳ vậy con. Trời ơi bà đã già cả, bà là bà già đi âm phủ rồi. Dạ. Bà qua cầu sanh tử rồi dẫn bà qua giúp đỡ bà. Mày lấy chi 2.000 ghê gớm vậy con mày. Con nói giỡn Tía, đâu có vậy đâu Tía. Bà cho. Bà cho mà không lấy vậy, đâu lấy. Con cho bà. Con đi chợ á, người ta đưa vô con 200 đồng mà. Con trả lại cho người ta, con không biết tham tiền. Tốt rồi. Dạ. Dư 200 đồng thôi là trả lại hả con? Con trả lại cho người ta, con không dám lấy. Thí dụ dư 200 ngàn sao con? Chắc con lấy quá. Em sao em nói giữ miệng giữ mồm chứ nói gì? Nói chơi cái gì? Nó không dám làm thiệt lắm mà, đúng không? Dạ không có. Bóp không có đã mà nó nhột, nó mệt mỏi ghê luôn á. Dạ. Thôi con ngồi đây. Dạ. Mày ngồi đó. Dạ. Con ngồi đây. Con ngồi đây đi. Tía ngồi đi Tía. Con ngồi đi, con ngồi tại nó ngồi đó. Thôi, cũng được. Con ngồi đi đó. Tía biểu cứ ngồi đi. Rồi đó, hai đứa bay ngồi đây. Dạ. Tao đứng tao hầu hai đứa bay. Dạ. Tao hai bay là ba mẹ của tao á. Trời Tía nói vậy chết tụi con Tía. Có phải mày bắt đầu không? Nó mới vô mà mày ngồi ngang hàng với tao như vậy. Mày phải bắt đầu cho nó không? Dạ, dạ. Con biết rồi. Tía ngồi đi. Giờ như vậy. Sao Tía? Sao Tía? Tía à, Tía nói thiệt. Tía không có ghét bỏ gì con hết á. Dạ. Tao xưng Tía sao tao thấy tao cũng ngượng miệng ghê. Chưa có đám cưới đám hỏi gì mà Tía tiếc gì. Bác. Lại đi. Trước sau vậy à? Bác. Bác. Dạ bác hai. Bác không có ghét bỏ gì con hết trơn á. Nhưng mà bác với má con á, thấy không? Khắc khẩu như vậy. Bây giờ tao có đồng ý á thì á, không biết bác có chịu hay không. Dạ. Đúng không? Mà giờ á, bác hỏi thiệt. Con thương cơm nhà bác dữ lắm rồi phải không? Dạ. Không có nói là con sống không nổi đúng không? Sống nổi chứ. Ừ. Còn mày? Con cũng y vậy á Tía. Y vậy phải không? Dạ. Người ta sợ tao chia rẽ tụi bay rồi sau này tụi bay hận tao. Rồi hận lưu nhau nữa. Phải không? Không có đâu, chia rẽ rồi tụi con đi tự tử hai đứa chết luôn á. Chết luôn. Chết luôn á chứ không có sống nữa đâu á. Tử là đem chôn á. Dạ dạ. Là tao mất con á. Dạ dạ. Dạ đúng rồi là đó. Là tao ân hận suốt đời á. Đúng rồi, thành ra Tía phải tác hợp hai đứa thôi. Cho nếu mà không tác hợp là sẽ xảy ra cái bi kịch gia đình á. Dạ đó đó, chết á, chết á. Là tối ngày tao sẽ khóc lóc sướt mướt. Đúng rồi đó, dạ. Đúng đó. Nghe tụi bay hâm tao mệt, tao sợ quá. Bây giờ tao quyết được nhưng mà bả kìa. Bả làm sao? Chịu. Bây giờ má con bệnh bả ý bả làm sao? Má con không cho đâu, con năn nỉ hết lời cũng không cho nữa. Thấy chưa, mày thấy chưa? Không lẽ giờ tao đi qua bển hả? Tao lại lục bả, tao năn nỉ bả hả? Thấy chưa? Quyết là hai người cùng quyết chứ mình ba sao ba làm được? Thì giờ Tía lớn, Tía thương con, giờ Tía nghĩ cách nào giúp cho con đi. Cách nào giờ? Tía lớn, Tía nhiều cách mà. Tao mà có cách rồi đó, tao cũng đâu mất bả. Thấy không? Giờ làm sao? Cách nào bây giờ? Ngồi xuống đi em. Ngồi đi, đi đâu đi vòng vòng làm gì? Em ngồi xuống đi để suy nghĩ. Con có ý kiến rồi Tía, Tía cho con ý kiến nha. Tía ngồi đi, Tía đi vòng vòng con chóng mặt quá. Em sửa lưng tao không? Đợi tao suy nghĩ một chút. Trời ơi, Tía làm con hết hồn rồi. Có cách, có hả Tía? Dạ.
bây giờ về nha. Dạ. Tụi bay phải làm đúng theo kế hoạch của tía, nghe chưa? Dạ. Nếu mà là không làm đúng tao không chịu trách nhiệm. Rồi không? Rồi, dạ. Rồi, tía nói. Đưa hai cái lỗ tai vô. Chưa, tao chưa kêu. Chút xíu đã. Dạ. Bây giờ nè, ba cha con mình. Cái chuyện này chỉ ba người biết thôi. Dạ. Thề, nghe không? Thề. Ba đứa mình là xù xì hụt mít lùi tro ăn no là thôi thôi tí, tới đó thôi, tới đó thôi. Tới đó thôi. Là lùi tro luôn. Ý nói là sống để bụng, chết đem theo. Dạ dạ. Không được khai ra. Không nói, không nói. Thôi tí ơi, rồi đó tí ơi, má cũng đánh cũng chết tí ơi, kế không được đâu tí ơi. Còn con thấy... được, con nó hèn dễ sợ hèn. Được. Trời đất ơi, yêu đương mà không dám làm. Trời, gặp tao tao nói thiệt mày hả? Ba tao mà xuống tao vậy, tía tao mà xuống tao vậy, tao làm liền. Dạ làm. Dạ đẹp làm mà ba. Ôi lộn rồi ba. Mày phải làm biết. Như vậy, ba thương con, ba không muốn mất con, không? Ba sợ là không bao giờ gặp con nữa, cho nên ba sẽ quyết định ba cho con quen với con trai bác, thấy không? Mà hiểu có chưa? Chắc không bác? Chắc nha. Chắc mà. Thì nó dạ. Cũng 70% mà. Ờ, hiểu không? Thôi, con nghe lời tía, con nghe lời tía. Dạ con nghe. Vậy thì bây giờ sáng mai đúng giờ tao với bả dọn hàng, hai đứa bay đúng y kế hoạch mà tiến hành. Yes. Thì sẽ tập thoáng muôn tà áo tung qua bay nè. Tập bắn bay nhau. Hát như độc để mà hát hoài. Cái cha tôi nha. Rảnh ràng bị điên nặng. Tự nhiên cầm cái tay quạt. Không có cái quạt mà quạt được hay thiệt. Tưởng tượng hay thiệt á. Tức ở trong lòng dễ sợ. Ra trễ có một phút thôi à, mà bà chiếm cái địa bàn của mình đó. Rồi giờ nguyên cái shop gallery tranh của tôi gom lại còn có chút xíu, thấy ớn không? Đó. Giờ đứng đây nãy giờ người ta đi qua đi lại, người ta cứ hỏi hoài, ủa ông là cái giá tranh. Trời ơi sung sướng quá. Hôm nay được ngồi ngay chỗ mát nữa nè. Có nguyên một cái shop bột vịt lộn cao cấp luôn vậy nè. Để cho ai cũng mà nắng trưa vậy đó. Ôi trời ơi, hột vịt lộn cao cấp. Ờ à, đúng rồi, leo lên cao rồi ăn cấp xuống. Trời ơi, trời ơi, hột vịt lộn mà tên ơi để rải rác ra giữa đường giữa xá, ai dám ăn, ăn vô bị bệnh làm sao? Kệ tôi bán là phụ thôi, cái chính là tôi chiếm chỗ bị ghét, hiểu không? Chiếm chỗ trong khỏi lấn qua vậy thôi đó. Trời tội ta, nay gom lại còn con đống vậy hả? Ủa bộ tính bán xôn hay sao rải ra vậy? Làm gì bán xôn? Này chắc chừng 2.000 đồng tấm nè. 2.000 đô tôi chưa bán đó bà. Trời ơi, tranh của tôi là tranh nghệ thuật Picasso Ronaldo. Này ông vẽ đây hả? Chứ ai vẽ? Trời ơi, tao nói vẽ tranh kìa, tranh nghệ. Thiên tài mới vẽ được vậy. Đúng không? Trời, bức tranh gì nhìn vô biết gì vậy ông nội? Sao không biết bà nội? Trời ơi, cái bà này bởi vậy bà dốt, thiệt là dốt luôn á. Đây nè, đây là bức tranh gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc? Ờ. Gia đình làm gì đây? Hai chồng. À, chồng vợ đây hả? Ờ, hai chồng này, bên này chồng, bên này vợ nè, ngồi uống canh. Trời ơi, cười mà không nín được. Tô canh đây hả? Cái gì? Tôi tưởng là hai vợ chồng đang ngồi ngắm cây bonsai chứ. Cái gì đây nè, bonsai cây cảnh nè, phải không? Chậu nè. Bà bị điên nặng quá bà ơi, cái này tô canh, còn cái này là khói nó bốc lên đó má. Trời ơi, ông vẽ tranh mà ông bà giải thích cái này là cái khói, tôi biết là cái khói nè. Này là một khói bom nguyên tử hả? Hả? Gì dữ vậy? Cái khói này là cái khói nó bốc lên, khói tình yêu bốc lên, biết chưa? Đó, đây là bức tranh mơ ước qua mà đúng không? Thấy không? Ông vẽ gia đình hạnh phúc là tôi nè ông mà, thấy không? Thôi, bích cửa đi cưng ơi, bích cửa đi nghe, không có đâu. Trời ơi, có mở cửa cũng không dám nhào vô đâu. Thôi, ai hột vịt lộn đi. Hột vịt lộn. Ê đây. Thôi nghe cha kìa, bực bội à. Ê, có cách rồi. Anh chị ơi, vô đây con, ăn hột vịt lộn nè, vịt lộn cao cấp nè, lẹ lên. Đừng ăn hột vịt lộn, để dưới đất ăn bị vi trùng á, bị bệnh á. Thôi nha tôi nha. À, anh chị ơi, qua mua Picasso đi. Qua đây vịt lộn. Trời ơi, thằng quỷ. Má. Qua đi. Qua đi tao biểu. Ê, coi chừng bể trứng con. Lại biểu mày. Bà để trứng vậy cứ việc đạp hết cho tao. Né né làm gì? Bể ai đền tía? Không có đền, ai biểu để giữa đường, người ta đạp là phải rồi. Bây giờ con người thủ đoạn mà, thấy không? Rồi còn con sao đây? Giờ này ở nhà, ra đây chi đây?
Má ơi. Cái gì? Con mất hiểu. Má đánh con đi, má chửi con đi. Vụ gì? Má cho con đi theo anh Tuấn đi má. Trời đất ơi, bỏ nhà theo trai. Trời ơi chết rồi con ơi. Trời ơi con ơi. Con ơi, trời má của con công dung. Em. Ôi ta cười mà ta không có nín được. Đi cái giọng cười bất dịch đó lại. Con trai của ta sao mà có giá thế nhỉ. Trời ơi mày thấy chưa. Mày thấy là người ta cười vô mặt tao chưa. Trời ơi con ơi, tại sao con lại như vậy. Tại sao con gái mà lại bỏ nhà theo trai. Trời ơi trong khi má nè, má công dung ngôn hành, má nín na quá mà con. Tại sao con lại như vậy. Ai má, ai xử con. Anh má... Tuấn nó xử con phải không. Má từ từ má bình tĩnh con nói nè. Không phải anh Tuấn. Chà xúi con. Tuấn sao xúi được. Chị ai? Bác Hai xúi con á. Sớt tranh của tôi rồi trời ơi. Trời ơi cha già kia. Bà nhảy dây hay bà làm gì vậy? Bể trứng. Cha già kia tại sao. Tại nghĩ cha người lớn mà. Tại sao ông lại đi xúi con nít làm chuyện bậy bạ vậy hả. Xúi nào. Tôi xúi nào. Hả. Tao đâu có xúi mày đâu. Hả. Mày núp núp cái gì. Mày ra mày đứng đây nè. Đứng đây mày nói cho má mày nghe đi. Bác không có xúi đúng không. Bác Hai không có suối mà bác Hai dạy con á. Tại sao mà ông người lớn mà mày làm ba cái trò đó hả? Này là tôi phải con bà làm gì bà xỉ vô mặt tôi. Vậy tôi thích xỉ thì sao? Bà biết nghe chưa? Biết cái gì? Bà khó khăn quá, hai đứa nó yêu nhau, bà làm gì bà cản trở làm cái gì? Hả? Cản trở cái gì? Tôi ghét ông, tôi cản được không? Cản nó đi, cản nó xong rồi á. Nó bỏ nhà đi theo trai, lúc đó rồi đi kiếm nó rồi rầu rĩ, rồi ốm o, rồi gầy mòn, rồi teo lại, rồi còn nhỏ hơn tôi nữa. Thấy chưa? Bà thấy cha rủa tao, thấy cha rủa không? Ba con nói đúng rồi, bác Tư. Nói cái gì? Qua đây. Dạ. Tao ghét cha già đứng mồi gần cả cha thống ư. Qua đây. Đi cái giường bể trứng con. Qua đây. Dạ. Tao nói nè. Tao là lạ giống ư cha già này. Chứ nói thiệt với bay á là tao đâu có ghét gì bay, đúng không? Dạ, tao thấy mày á là mày cũng có hiếu cho ba mày. Dạ. Hiền lành chăm ngoan. Dạ. Thì tao cũng thương cái gì đâu mà bây giờ ghét cha già bên đó. Ó đâm lắm. Ngày xưa mê bác. Dạ. Thấy bác đẹp. Xinh mê không được. Cái gì là dỗ quẻ gì đó ghét không. Bây giờ thấy không, cái thứ mà ăn không được rồi ghét người ta, cái thứ tao không ưa. Bởi vậy qua ổng đâu rồi. Đây nè. Đi qua bên kia. Mày qua đúng cái này. Đi qua bên kia chưa. Hả? Qua đây. Qua đó. Bác Hai từ bớt nóng. Bác Hai bớt nóng gì. Con lại đây. Bác nói thiệt với con á. Bác dạ. Không có ghét bỏ gì con hết trơn trọi á. Bác nói thiệt nguyên cái xóm của mình á. Con á là bác chấm á. Thấy không. Công dung ngôn hạnh, dễ thương, hiền hậu, mà hiếu thảo nữa, con học giỏi. Dạ. Nữa, thấy không? Nhưng mà con ghét má con. Trời ơi, bà dễ sợ lắm. Bà yêu tao không được, bà lấy tao không được. Rồi giờ bà ganh tị, bà tức tối, bà gây lộn với tao hoài. Gì? Gì? Ai ganh tị, ai tức tối? Tiếc. Làm gì vậy? Sợ. Đỡ tao lên mày, mày để tao mỏi mày. Bà nói gì? Nói cái gì? Bây giờ sao? Rồi sao? Ra giờ tính chị con cái tính sao? Tôi hơi đâu tôi cãi với ông hoài. Bởi vì tôi nói bà lớn rồi bà khó khăn làm cái gì hả. Tôi với bà cái mối tình Romeo Juliet của mình nó tan dở rồi thì ông trời ông định cho hai con của mình nó yêu thương nhau. Dạ. Thì mình phải tác hợp cho tụi nó. Khó khăn làm gì, bà giữ nó lại để bà ủ mắm mà bà ăn hả. Thôi trời ơi ông ơi má. Biết rồi, lanh quá. Tôi nói ông nghe nè. Thì thật ra nào giờ là tôi với ông hay gây gỗ qua lại. Nên rồi giận cá chém tớt. Đâm ra nói tụi nhỏ vậy thôi. Chứ trời ơi tụi nhỏ yêu nhau cấm nó làm gì đúng không. Thì tới giờ thì ông người lớn đó. Ông lớn nhất trong đây đó. Ông con tính sao, ông quyết xong quyết đi. Tí tới vô tí. Thôi tôi thấy thôi bà quyết đi. Thì thôi ông, tôi nhường ông quyết đi. Thôi bà quyết đi. Tôi quyết à. Thì thôi giờ dày bây giờ thì con cái nó cũng yêu thương nhau đúng không. Bây giờ tôi với ông á đi coi thầy lựa ngày lành tháng tốt đằng làm đám cưới cho tôi với ông. Cảm ơn tía, cảm ơn. Làm đám cưới cho tao với bà thì mày cảm ơn gì. Mày có bị điên không. Lộn. Làm đám cưới cho hai đứa nhỏ. Ừ. Rồi tôi nói bà nghe, cái chuyện hai đứa nhỏ là mình quyết định vậy rồi phải không. Ừ. Mình cứ để cho hai đứa nó yêu thương nhau. Mà bây giờ bác nói nghe chưa. Dạ. Lo làm ăn đàng hoàng ha, ngoan ngoãn đàng hoàng. Yeah. Bây giờ hai bên là cho phép tụi bay là qua lại với nhau rồi. Yeah. Thấy không, không có trốn nhà đi theo trai nữa nha bà. Dạ. Con cũng hứa với bác Tư là con sẽ lo cho tương lai của bé với hạnh phúc đó, hai đứa vui. Thấy chưa. Bây giờ là chuyện sắp nhỏ xong rồi. Rồi giờ còn chuyện của ông tụi bà. Chuyện cái shop hộp dịch lộn với là cái shop chanh của ông nè. Bây giờ cái phần đất này tôi quyết định, tôi với bà chia hai.
không? Với hai. Hai đứa mình là nhường nhau người phân nửa để mình buông mình bán. Ừ, tôi thấy vậy đi. Ừ, không vậy có đi. Tranh giành nhau nữa. Đó. Bà chịu không? Chịu. Bà chịu mà coi. Lấy tranh để lên. Mình dọn qua kia tiếp. Dọn qua đây. Thôi. Mấy cái này vụt ra ngoài. Thôi. Thôi. Dọn tranh. Trời đất ơi. Được đằng chân lên đằng đầu đâu. Trời tự nhiên dẹp hàng tôi đâu vậy cha? Hả? Dọn tranh. Cái gì vậy? Dọn tranh ra bán. Thôi. Đẩy qua bên kia cho nó mát. Phần đất bên kia nó mát, phần bên này nó nắng rồi tôi lấy bên phần nắng, bà chịu chưa? Ừ, vậy thì được. Ừ, hai bên, một bên là shop Hồng Vinh lộn, một bên shop tranh. Shop gallery tranh. Mình buôn bán cho nó có tiền nhiều, cái mình tổ chức đám cưới cho hai đứa nhỏ. Ừ, con, ê con... Mày đám cưới xong. Dạ. Ba với lại bác Tư sẽ nhường hai cái shop này lại cho hai đứa bay buôn bán. Ừ, cảm ơn tía. Lúc đó mình đi hưởng phước. Ừ, tụi ông đi đâu không? Đi du lịch. Trời ơi, đã nha. Ông chủ tôi đi du lịch. Đã. Đây, du lịch ở đâu vậy? Đầm Sen. Ừ, Đầm Sen. Đầm Sen làm gì? Đạp dịch. Trời ơi, sao cuộc đời tôi nào gắn liền với dịch nè trời. Kính thưa quý vị, Long Quỳnh là xin được giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Khanh. Thúy Khanh đã trình bày rất thành công cùng với nam ca sĩ Kevin Khoa và được quý khán thính giả đón nhận rất là nồng nhiệt trong bộ DVD Tình số 15 vừa rồi. Ngày hôm nay thì Thúy Khanh lại trở lại cùng với chương trình Quê hương tình yêu và tuổi trẻ số 16 trong một nhạc phẩm rất trữ tình. Và nhạc phẩm kế tiếp mà quý vị thấy đã được đạo diễn David Van dàn dựng. Và Long Quỳnh tin chắc rằng khi quý vị xem xong, biết đâu quý vị sẽ tìm thấy hình ảnh của chính mình ở trong bài nhạc. Đôi tình nhân yêu nhau, họ chỗ hẹn của họ chính là bãi biển dưới ánh mặt trời lúc mặt trời lặn. Tuy nhiên, đến một ngày nào đó thì người con gái trở lại cũng với bãi biển đó, cũng dưới ánh mặt trời lúc mặt trời lặn, thì người con trai đã không còn nữa. Xin mời quý khán thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Hỡi Người Dối Gian qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thúy Khanh sau đây. Con tim em đêm nay nát tan, ánh mắt thiên thần đôi môi ấm nồng làm con tim em mong nhớ. Biết anh rồi sẽ quên ân tình này, biết yêu người trái tim em muộn sâu, mà sao đêm nay mình em bơ vơ nơi đây ngóng chờ. Hãy trao lời nói ngọt ngào, nói đi người sẽ yêu em thật lòng, để cho tình anh thôi không tơ vương, thôi không nhớ thương. Chớ nên lừa dối con tim dại khờ, chớ nên hờ hững anh ơi một lần. Dù trong cơn mơ về đây bên em cho tim đắm say, dẫu biết người sẽ quên câu hẹn thề, dẫu biết rằng đã xa nhau mà lòng vẫn mơ về anh, vẫn mong chờ anh. Hỡi người dối gian, hãy
làm con tim em mong nhớ. Biết anh rồi sẽ quên ân tình này, biết yêu người trái tim em muộn sầu. Mà sao đêm nay mình em bơ vơ nơi đây ngóng chờ. Hãy trao lời nói yêu thương ngọt ngào, nói đi người sẽ yêu em thật lòng. Để cho tình anh thôi không tơ vương, thôi không nhớ thương. Chớ nên lừa dối con tim dại khờ, chớ nên hờ hững anh ơi một lần. Dù trong cơn mơ về đây bên em cho tim đắm say. Dẫu biết người sẽ quên câu hẹn thề, dẫu biết rằng đã xa nhau mà lòng vẫn mơ về anh, vẫn mong chờ anh hơn người dối gian. Chớ nên lừa dối con tim dại khờ, chớ nên hờ hững anh ơi một lần. Dù trong cơn mơ về đây bên em cho tim đắm say. Dẫu biết người sẽ quên câu hẹn thề, dẫu biết rằng đã xa nhau mà lòng mình còn bé được ba mẹ gửi cho đi học ở với mấy sơ ở trong nhà thờ. Thì khi mà học đến bài xin lỗi hay là phải nói lời xin lỗi thì mấy sơ dặn là khi mà các con dùng cái chữ này đó thì các con phải bao gồm được ba yếu tố. Thứ nhất là mình phải biết mình phạm lỗi gì. Thứ hai là mình phải nói được lời xin lỗi. Và thứ ba, đặc biệt cực kỳ quan trọng, đó là mình phải tự hứa với lòng mình là mình sẽ không bao giờ mắc lỗi lầm này nữa. Mà một nhạc phẩm Huyền Ni sắp sửa giới thiệu đến với quý vị đây cũng có tựa đề là Xin lỗi hay là Sorry, một nhạc phẩm của ngoại quốc. Mà đây là một nhạc phẩm nói về một chàng trai, anh lại yêu đến hai người con gái. Khi anh đi chơi với người này thì anh lại nói lời sorry hay là lời xin lỗi với người kia và ngược lại. Một chuyện tình quá éo le phải không quý vị? Huyền Ni xin gửi đến với quý vị nhạc phẩm Sorry qua tiếng hát của nữ ca sĩ Vina Uyển My, Trina Bảo Trân và tiếng hát của nam ca sĩ Justin, để xem thử là anh chàng trong nhạc phẩm này sẽ nói lời sorry như thế nào. Nữa đâu, I'm sorry, so sorry.
trong vắng, khi không nghe phone của em. Chợt anh nghe bao cô đơn vây quanh, và giờ thì mình biết em yêu nay đã xa. Vì sao anh hôm nay đã đổi thay, nên bao nhiêu nhớ nhung bây giờ mình anh sẽ mãi 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 tiếc nuối. I remember those times that I treated you wrong. I can't imagine how you put up with the standards so strong. Now all I have left is just a bunch of passing regrets. And every time I close my eyes at night, my tears are a mess. I'm đã có những lúc bỗng thấy trong lòng cô đơn. Thật lòng anh chỉ muốn bên em không xa em. I'm sorry. Long Quỳnh là xin được giới thiệu đến quý vị người anh của Long Quỳnh, ngồi bên cạnh Long Quỳnh đó là nam ca sĩ rất là đẹp trai của Trung Tâm Tình, Kevin Khoa. Hai anh. Kevin Khoa mến chào Long Quỳnh. Hello quý vị khán thính giả, đừng khen hoài người ta complain đó nha. Mà thấy Long Quỳnh nhà này cũng xinh xắn tươi hẳn ra đó nha. Trời ơi, khổ ghê, lát hồi em dẫn cho đi ăn vừa mới khen cái xong khen lại Long Quỳnh mắc cỡ quá. Vâng, kính thưa quý vị, anh Kevin Khoa, ảnh có một cái rất là hay là có lẽ là vì ảnh đẹp trai và hát nhộn nhịp nên mỗi lần mà về lại với Trung Tâm Tình thì lại được giao cho một nữ ca sĩ hát chung. Thấy Kevin Khoa may mắn không? Rất là may mắn. Từ bao nhiêu cuốn này là cuốn đầu tiên là vô Trung Tâm Tình là cuốn 12 được hát Phi Nhung nè. Được tới là được hát với Vina Uyển My, rồi Thúy Khanh, Tú Quyên. Toàn là những người nữ mà xinh đẹp không phải không? À. Mà Kevin Khoa nghĩ là không phải riêng Kevin Khoa đâu, Kevin Khoa được diễm phúc đó. Mà những quý vị khán thính giả chắc là có mơ để mà được đứng cạnh cũng như là hát chung với những ca sĩ này. Thì Kevin Khoa đại diện quý vị cảm ơn Trung Tâm Tình đã cho Kevin Khoa được cái diễm phúc này. Vâng, kính thưa quý vị, và Long Quỳnh chắc là bật mí chút xíu là Long Quỳnh đã được xem cái nhạc phẩm này, dàn dựng rất là công phu. Và phải nói rằng là đây là một nhạc phẩm có rất là nhiều phụ diễn. Như vậy thì anh nói thêm về cái nhạc phẩm này. Vâng, thưa Long Quỳnh, thưa quý vị khán thính giả, Kevin Khoa kỳ này trình diễn ca khúc Tình Yêu Ơi, một nhạc phẩm nhạc Hoa, lời Việt bởi nhạc sĩ Lê Đức Long, và được song ca cùng với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Như. Cũng là lần đầu tiên đến với Trung Tâm Tình. Bài hát tuy là rất buồn nhưng mà có rất là nhiều cái cảnh dàn dựng khá công phu do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường dàn dựng, là cái bài hát được quay từ sáng sớm ngày hôm nay tới sáng sớm ngày hôm sau mới hết. Mười mấy tiếng, gần mười mấy tiếng, vâng. Và được dàn dựng cái cảnh như là một cái khung cảnh, một chỗ đại khái là gọi là chốn ăn chơi của Thượng Hải hồi xưa. Khổ ghê, hôm bữa khi mà Lâm Quỳnh nhớ rằng là nói về cái Thượng Hải thì Kevin Khoa cũng kể cho Lâm Quỳnh nào là ăn, nào là đi shopping. Có nghĩa rằng là vừa có người đẹp, vừa được ăn, vừa được đi shopping, rất là nhiều thứ. Như vậy là Kevin Khoa quá lucky. Mà kính thưa quý vị, nhắc thêm về nữ ca sĩ Hồ Ngọc Như. Vâng. Thì đây là một cái tiếng hát trẻ. Và Lâm Quỳnh biết rằng là quý vị đã yêu mến rất là vui là Hồ Ngọc Như đã về cộng tác với Trung Tâm Tình. Như vậy thì chắc chắn là anh phải có rất là nhiều kỷ niệm với lại chị Hồ Ngọc Như. Vậy thì vâng, quay phim với nhau, mà trước khi quay phim đã làm việc với nhau khá lâu rồi, còn quay phim mà mười mấy tiếng như thế, rất là theo quý vị biết là anh chị em nghệ sĩ cũng Khen Khoa với Hồ Ngọc Như là thân thiện với nhau. Thì khi mà trình diễn, thì khi mà đi hát chung thì anh em cũng nói chuyện vui vẻ, nhưng mà
vui vẻ quá, đâm ra thành thân thiết như là hai người anh em rồi. Mà khi mà trình diễn cái bài hát mà bày tỏ những cái tình yêu lãng mạn, cái lúc mà coi lúc mà cái kỳ kỷ niệm nhớ nhất là lúc mà Hồ Ngọc Như ngồi trên lòng của anh. Bài hát đang buồn bã, đang thấm thiết, đang đau khổ, tự nhiên Hồ Ngọc Như vừa mới ngồi lên người con bật lên cười. Cái cảnh nó quay hoài gần mấy tiếng đồng hồ mới được, tại vì tới lúc đó là buồn cười quá. Vâng, kính thưa quý vị, và để xem cái nhạc phẩm này như thế nào mà Long Quỳnh cũng nhắc thêm với quý vị rằng là cái đó là không riêng vì chuyện Hồ Ngọc Như đâu. Khi mà Long Quỳnh với lại Kevin Khoa ra ngoài là cũng cười không. Không, và để xin phép Long Quỳnh quý vị cho con nhắc thêm quý vị là cái bài hát này đó, Kevin Khoa cũng cảm ơn đặc biệt đến nhạc sĩ Đồng Sơn đã hòa âm bài hát một cách rất là lạ và mới lạ và đặc biệt. Tại vì quý vị biết là thường thường một bài hát đó, thì hòa âm một key thôi, tức là một tông thôi. Nhưng mà bài hát này nhạc sĩ Đồng Sơn muốn đưa tới cái nét lạ của âm nhạc quý vị. Thành ra nhạc sĩ Đồng Sơn đã hòa âm bài này chỗ nam hát đó, là hòa âm cái key khác, cái tông khác. Và nữ hát hòa âm tông khác. Được khi mà hai người hát chung với nhau lại là một khác. Thành ra quý vị nghe bài hát rất là du dương, giọng nam nữ là những cái key khác nhau mà hòa nhập lại một cách rất là đặc biệt. Thành ra lạ lắm thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, rất là phong phú như vậy thì còn chờ gì nữa. Xin mời quý vị hãy thưởng thức nhạc phẩm Tình Yêu Ơi qua phần trình bày của Hồ Ngọc Như và Kevin Khoa. Còn gì đâu người ơi, đã xa xôi lắm rồi. Còn gì đâu tình ơi, cánh bay đã quay trời. Người yêu này xa lắm, đứng bên kia núi đồi. Ôi biết bao giờ gặp. Ngày chia ly lệ anh nuốt sâu tận đáy lòng, ngày chia ly lệ em vương trên môi mắt chàng, tình vừa buông chưa hết phút chia ly đã bên bờ, mưa đã rơi rơi đầy buồn nhau. Tình yêu ơi đến chi cho đau lòng nhau, tình yêu ơi đến chi thêm ngỡ ngàng. Giờ này em đang khóc trong vòng tay ấy, anh nhớ em mặt rừng nỗi sầu. Tình vừa say vừa mê, gió mưa đã vỗ về. Trời muốn chinh trời ơi, cứ mưa quên tháng ngày. Giờ này em xa lắm nhớ nhau, tiếng nói ân cần. Ôi biết bao giờ gặp lại nhau. Còn gì đâu người ơi, đã xa xôi lắm rồi. Còn gì đâu tình ơi, cánh bay đã quê trời. Người yêu này xa lắm, đứng bên kia núi đồi. Ôi biết bao giờ gặp lại nhau. Ngày chia sâu trong đáy lòng, ngày chia ly lệ em vương trên môi mắt chàng, tình vừa buông chưa hết phút chia ly đã bên bờ, mưa đã rơi rơi đầy
nhau ơi, đến khi cho đau lòng nhau. Tình yêu hỡi đến chi thêm ngỡ ngàng. Giờ này em đang khóc trong vòng tay ấy. Nhớ em mắt dừng nỗi sầu. Tình vừa say vừa mê, gió mưa đã vỗ về. Trời buồn chi, trời ơi cứ mưa quên tháng ngày. Giờ này anh xa lắm nhớ nhau tiếng nói ân cần. Biết bao giờ gặp lại nhau. Giờ này anh xa lắm nhớ nhau tiếng nói ân cần. Ôi biết bao giờ gặp lại nhau. Một chữ Huế thôi, một chữ cũng đủ để người ta có thể hình dung ra được cả một khung trời của những mộng mơ và dịu dàng. Huế mang một dáng vẻ cổ kính, một không gian của những di tích văn hóa có từ lâu đời, một không gian của sông Hương và núi Ngự. Nhắc đến Huế thì không thể không nhắc đến vẻ đẹp của Tà áo Huế. Và vẻ đẹp này đã được nhà thơ Hà Huyền Chi cô đọng lại trong Huế Đầy với những câu thơ rất là lãng mạn. Cái Huế cười duyên sau nón Huế, trái tim bọc vải cuốn trăm vòng, giả như biển động còn e lệ, tình nấp đằng sau những chấn sông. Vẻ đẹp dịu dàng này, vẻ đẹp e ấp này đã cô đọng lại với nhau và nhà thơ đã kết Huế Đầy với bốn câu: Tôi bước bên nàng không dám thở, không gian đầy Huế, núi cùng sông. Tóc ai thả gió, hồn tôi mở, giấu kín trong tim những nụ hồng. Và để tiếp tục chương trình, Huyền Ni xin gửi đến với quý vị một tiết mục có sự kết hợp của hai nhạc phẩm, cũng mang đầy một dáng vẻ của Huế xưa. Câu hò bên bờ Hiền Lương và neo đậu bến quê qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vi sau đây. Dài bãi quê
gió chiều chiều dịu mát, đàn trâu chậm ngoài đê vẫn đi về lối cũ. Xuống đó một mình tôi với dòng sông tuổi thơ và một dòng đò đưa vẫn neo đậu bên xưa. Lang thang đi bốn phương trời, nay về sông quê tắm mát, sông Lam biết ký mô cho cạn, đục trong nhục vinh hời. Đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ, vầng trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân trần. Cây đến thì chỗ hoa, chuyến đò này rời răng đến duyên, em lấy chồng năm ấy. Hát lại dòng đò đưa như mẹ ru hồn tôi, điệu buồn và điệu sao cháy lòng đến thế. Sông Lam biết khi mô cho cạn, như tình quê hương trong tôi. Sông Lam biết khi mô cho cạn, người ơi đục trong câu hát chảy lòng. Thuyền ơi,
tí một giá khăng khăng đợi thuyền, nhân ai luôn giữ câu nguyện trong cơn bão tố vững bên lòng son. Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai, hay là anh bên ấy trong phút giây nhớ nhung trao rồi gửi lời tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi. Vị Lâm Quỳnh xin được giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Tường Nguyên. Và khi nhắc tới Tường Nguyên thì chúng ta thường nhớ tới một chàng thư sinh với gương mặt baby face rất là dễ thương, và rất là nhiều quý khán thính giả đã yêu mến anh qua những nhạc phẩm, đặc biệt là nhạc phẩm Đạo Làm Con. Có lẽ khi anh trình bày những nhạc phẩm nói trên thì anh luôn luôn để hết tâm hồn của anh vào nhạc phẩm, và khi anh trình bày thì anh đã làm cho tất cả mọi người chảy nước mắt. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay cũng không ngoài ngoại lệ, Lâm Quỳnh xin giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Phương, mà Lâm Quỳnh tin chắc rằng là trong chúng ta phải có một lần nghe đến nhạc phẩm này. Đó là nhạc phẩm Hoa Sứ Nhà Nàng, sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của nam ca sĩ Tường Nguyên sau đây. Thank you.
Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà đây đó gọi tên. Nhà nàng cách gần bên, gian hoa sứ quanh tường, nhìn sang trông nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng ướp trà thơm đại khách, họ hàng cô bác đều khen. Nhờ nàng hãy giùm tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi. Nhưng đêm chớ sầu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu. Biết chăng ngày sau khi ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa sứ bè bàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tim tim thơ than. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, làm sao nàng nỡ phô phàng để tình tôi dở dang. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà đây đó gọi tên. Nhà nàng cách gần bên, gian hoa sứ quanh tường, nhìn sang trông nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng ướp trà thơm đại khách, họ hàng cô bác đều khen. Nhờ nàng hãy giùm tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi. Chớ sầu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu. Biết chăng ngày sau khi ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa sứ bè bàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tim tim thơ than. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, làm sao nàng nỡ phô phàng để tình tôi dở dang. Làm sao nàng nỡ phô phàng để tình tôi dở dang. Làm sao nàng nỡ phô phàng để tình tôi dở dang. Và để tiếp tục chương trình, Lâm Quỳnh và Huyền Ni xin được gửi đến với quý vị một tiết mục hài kịch. Và tiết mục này thì lại có liên quan đến nghệ sĩ, cho nên là Huyền Ni sẽ phải hỏi Lâm Quỳnh một số câu hỏi. Quỳnh biết là Huyền Ni mới làm việc với Tình Music Production gần đây thôi, còn Lâm Quỳnh thì làm trước hơn Ni nhiều. Ni thì không có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà khi mà Quỳnh được làm việc với nhiều anh chị em nghệ sĩ thì Quỳnh có cảm giác hay là Quỳnh học được những gì từ họ?
học được rất là nhiều điều Huyền Ni. Và kính thưa quý vị, khi mà trên sân khấu và ở ngoài đời có rất là nhiều chuyện và nó là hoàn toàn khác nhau. Khi mà lên sân khấu thì người nghệ sĩ trở thành cái người của khán giả, của quần chúng, nên họ phải sống như những gì mà khán giả muốn. Họ thí dụ như đôi khi Lâm Quỳnh biết rằng là có những cái chuyện buồn, nhưng mà người ca sĩ đó lên sân khấu hát một cái bài vui thì phải vui. Lâm Quỳnh còn nhớ rằng là có một lần Lâm Quỳnh đi show và bị lạc mà trước đó là kiểu như là nước mắt mũi chảy tại khóc mà vừa sợ nữa. Lần đầu tiên đi show một cái chỗ mà xa mà lái xe một mình thì khóc, nhưng mà tới nơi thì cũng phải chùi nước mắt và cũng phải lên sân khấu và cũng phải cười để mà giúp vui với quý vị. Vì vậy cái đời sống của người nghệ sĩ Lâm Quỳnh phải nói là nếu quý vị hiểu ra được thì họ là những người rất là dễ thương và họ rất là cần cái tình thương của tất cả quý khán thính giả. Vậy thì cũng có buồn phải không? Cũng có vui, nhưng mà thường thường vui hay là buồn thì Quỳnh nhớ nhất. Lâm Quỳnh nghĩ là buồn chắc Lâm Quỳnh nhớ nhiều hơn đó. Chuyện vui cũng có rất là nhiều, có nhiều quý khán giả rất là dễ thương. Thí dụ như cái dịp holiday chẳng hạn, gửi quà, những cái món quà rất là dễ thương, có nhiều em vẽ hình. Nhưng mà buồn thì cũng nhớ rất là nhiều, nhất rằng là cái thời gian đầu mà Lâm Quỳnh bước vào nghề gặp rất nhiều khó khăn. Khán giả chê rất là nhiều, cho tới bây giờ vẫn còn chê Lâm Quỳnh biết. Nhưng mà thí dụ như có những cái Lâm Quỳnh sửa được, nhưng mà có những cái không sửa được. Thí dụ như khán giả nói rằng là ồ, Lâm Quỳnh có cái mũi to quá thì không thể nào mà sửa được. Hoặc là đôi khi mà Lâm Quỳnh lên TV làm việc quá nhiều, từ trường chạy thẳng, đi dạy xong ra chạy thẳng đến TV, và nhiều khi mắt bị eye infection đó, thì phải mang mắt kiếng. Thì khán giả là nói Lâm Quỳnh mang mắt kiếng xấu quá, mà nếu như mà không mang mắt kiếng thì không thấy đường. Nên bởi vậy Lâm Quỳnh đành chịu. Tuy nhiên những cái lời chê là những cái lời phải nói rằng là Lâm Quỳnh đã học hỏi được rất là nhiều, và cảm ơn quý vị rất là nhiều về những cái lời chê cũng như những cái lời khen, giúp Lâm Quỳnh vững ở trên sân khấu hơn và giúp Lâm Quỳnh cả ngoài cuộc sống nữa. Trở lại với chương trình thì Lâm Quỳnh và Huyền Ni xin giới thiệu đến quý vị một vở hài kịch Tình Đời Nghệ Sĩ. Soạn giả của vở hài kịch này chính là danh hài Kiều Linh. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Buồn gì nữa, buồn không biết nữa à. Sao lại không buồn? Em lo quá trời à. Còn 3 ngày nữa là lên tỉnh thi rồi. Vậy mà lo cái gì không biết nữa. Em hát hay thì mình phải tự tin là mình đi thi mình sẽ đoạt giải cao. Có cái gì đâu mà phải buồn không biết nữa. Anh nè, không biết là em thi có được đạt giải gì không ta? Cái đó thì anh không biết, nhưng mà cái đó không có quan trọng. Quan trọng á là em lên trển á, em phải chăm sóc sức khỏe của mình, chứ đừng có mà lơ đi cái sức khỏe của mình. Thôi bữa đó anh sẽ mua thuốc cho em, rồi lỡ mà em có bị trúng gió hay là bị đau bụng gì đó thì em còn có thuốc để em uống. Dạ, cái đó ba anh lo cho em hết rồi. Trời, ba thương quá à. Vậy thì anh sẽ mua dầu. Anh mua dầu cho em, rồi lỡ mà lên trển em có đau bụng á thì em còn sức vô nha. Cái đó ba anh cũng mua cho em rồi. Sao ba anh thương em dữ vậy? Ủa, vậy ba anh mua cho em hết rồi. Vậy anh mua cho em gì? Thôi giờ vậy đi, em thiếu cái gì thì em nói cho anh đi, rồi để anh biết rồi anh mua cho. Anh nói thiệt không? Thiệt mà. Thiệt nha. Vậy ba anh chưa cho em tiền. Anh cho em tiền đi. Em chỉ nói đùa anh thôi. Mà anh với ba nó cũng lo cho em quá à. Em chỉ lên tỉnh thi cái vài ngày rồi em về liền à. Em có ở luôn trên đó đâu mà. Ai biết được, nghe nói con trai tỉnh trở nên đẹp trai lắm. Anh này cứ nghĩ vậy không à, không có đâu. Thi vừa xong á là em sẽ về với anh với ba liền. Nhớ về với anh với ba nha. Diệu ơi, dẫu biết rằng em có thành hôn với Dưỡng ba đây mà không. Dẫu biết rằng em có thành hôn với ai đi nữa thì chị cũng ráng về với em để mừng ngày em xuất giá cho vui lòng ba má. Chị cũng nở mặt mày lối xóm bà con. Ông Tư ơi,
Ông Tư ơi! Ông Tư! Ông Tư ơi! Ông Tư! Ông Tư! Có học thức quên! Cha này phải kêu đúng tên tộc tại chạy mới nghe được. Tư Tẩn! Chị... ai vậy? Thấy chưa? Thấy nghe không? Kêu phải kêu đúng tên tộc mới nghe à? Ý trời! Gì vậy? Bà mới nhiều chuyện ở đâu chúng quánh bà sạc cái mỏ vậy? Ôi cha tôi nhú á, cái này người ta quánh son nè. Bà quánh son á hả? Ừ, son sắc nhỏ nó mới gỡ trên Sài Gòn về đó quánh là đẹp không? Tuần lễ ký lô son không? Quá à, chưa cái gốm mà. Chưa hết nửa cây nữa nè. Ngồi chơi. Làm gì vậy? Làm gì mới nghe hát cải lương tuần gì vậy? Quẩn, mùa màng xong rồi giờ có mặn gì đâu. Ngồi uống trà hát cải lương chơi. Hát tuần gì vậy? Nửa đời hương phấn. Trời ơi, chịu nổi không? Hát nửa đời hương phấn ta lựa cái tâm trạng của ai? Đàn ông thanh niên ta hát tự nhiên hát tâm sự của con Diệu. Vô duyên quá. Đâm thọt là chuyên môn đâm thọt là thích. Thích giai nào mình hát giai nấy, thấy không? Bà không lấy đâu, đang bực bội, đang tức tối nè. Mắc mới gì bà bực? Thằng quỷ hùng đen. Chuyện gì? Tôi tức quá ông ơi. Tôi vậy nè, ông thấy không? Tôi nổi tiếng ở cái xóm này là hiền diệu, nết na, tùy mị. Và mà nở lòng nào đối tôi là đồ sư tử Hà Đông, đồ chàng cái. Tao mà gặp mày ngoài đường tôi giả mày cái rớt răng nha mày. Đó, thấy không? Bà làm vậy nó không kêu bà chàng cái cũng uổng. Bực bội à? Có người gì? Mà đâu có phải thằng mà chuyện gì bà làm gì dữ vậy? Thì đó nó nói xấu tôi đó. Nó nói tôi là đi qua ví dụ mà tôi quánh con Hồng đó là nó biết rồi đó anh thấy không? Mấy tự nhiên sao nó biết nó nói tôi là đồ chàng cái kìa. Thứ cái thằng gì đâu mà nhiều chuyện thế ớn à. Ừ. Không có nhiều chuyện mới kể nó hôm qua giờ nó kể bà nghe rồi. Thì đó thì bây giờ trời ơi. Thấy không? Thì ra cái tật nhiều chuyện này là do ông nói lại phải không? Trời ơi ông Tư sao mà ông nhiều chuyện quá à? Cái chuyện nhà bà đem đi ông bỏ xỉ luôn là sao? Bà nói quá. Bỏ sĩ là nhiều cái nó gộp lại mình gói mới gọi là sĩ. Còn có này có một chuyện bà phải nói là tôi bán lẻ. Bà hiểu không? Mà có gì đâu. Tôi đâu có nói chuyện gì. Thì tôi nói cái vụ con Hồng. Ừ. Có bà cũng bà không? Cái gì? Ví dụ bà tự nhiên bà lấy chiếc guốc bà quăng nó đó. Bà quăng một chiếc được rồi. Bà quất luôn hai chiếc chi vậy cho nó có chuyện. Trời ơi ông tưởng tự nhiên tôi muốn quất vô mặt nó hai chiếc lắm mà. Kể nghe chiếc đầu tức quá quăng xui hột. Chiếc thứ hai quăng hên trúng không? Tới nó hên. Quăng vô rồi chiếc guốc có sao không? Cũng may ông nha, nhờ trời thương. Chiếc guốc còn nguyên à. Tại tới nó không có mẻ miếng nào luôn. Hên giả mê. Con mẹ này. Gì vậy? Cười mà cái mặt nó ác dễ sợ. Tôi hỏi là quăng cái chiếc guốc vô rồi cái con nhỏ nó có sao không? Chứ ai nói chiếc guốc của bà có sao? À ý ông hỏi Hồng có sao không á hả? Ừ à. Thì xây xác nhẹ. Rồi tự nhiên nó cũng đi báo công an. Công an mời tôi lên mần việc. Rồi bắt nó phải bồi thường tiền thuốc. Bồi thường hết nhiều? 300 ngàn, ngày trả góp 10 ngàn. Chưa có ai như bà. Gì vậy? Tên ấy bồi thường tiền thuốc mà bà cũng trả góp nữa là sao? Rồi chừng nào con người ta mới lành? Thế giờ có tiền đâu trả lần một. À, trời bà quên. Trời ơi quên ông Tư ơi. Qua báo tin vui cho ông mà lo nhiều chuyện quên. Chuyện gì? Con Liễu, con dâu tương lai của ông á. Sao? Nó đạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng toàn miền Tây mình đó. Nó mới vừa gọi điện thoại về cho tôi. Nó kêu tôi chạy qua báo tin mừng cho ông đó. Nó được giải nhất toàn miền Tây. Đó. Con nhỏ làm bậy bậy mà coi vậy được ta. Trời ơi. Tôi nghi nó lâu rồi. Nó hát là cái âm hưởng nó giống tôi. Bà hiểu không? Thành thử nó đậu toàn miền Tây. Chứ tôi mà không thi thôi. Tôi thi là tàn quá. Bà hiểu không? Thôi đi ông. Ông nói tôi nghe tôi ói quá. Ông hát tôi gớm à. Con nhỏ trong khi nhỏ hát hay vậy mà nó giống ông mà giống chỗ nào? Lâu lâu bà mới nói thiệt được lần á. Tôi thấy bà nói bà chê tôi hát gốm là tôi thấy bà nói thiệt á. À, ông cũng biết vậy nữa. Thôi được rồi. Vậy là mừng rồi. Tôi nói nghe nè ông nha. Nói bà đậu rồi ông là sau này biết đâu nó sẽ là ca sĩ nổi tiếng. Mà ca sĩ nổi tiếng là kiếm ra nhiều tiền lắm nha. Cũng nữa. Bà cái hở mở miệng ra cái là tiền, mở miệng ra cái là tiền mà suốt đời toàn là trả góp không. Thấy không? Cái đó không quan trọng. Cái không. Quan trọng là nó đem được cái nghệ thuật nó phục vụ cho khán giả là được rồi. Trời. À, thấy không? Mở miệng ra là tiền, mở miệng ra. Hầu ngồi đó chơi đi. Chờ tôi chút. Đi đâu ạ? Đi ra chợ cái. Ra chợ ăn chi? Mua ít trái cây về cúng Mr. Apple. Ê ông Tư, ông Tư. Cúng cái gì? Cúng bồ bồ gì? Bồ. Mr. Apple. Là gì? Nói xong cái mặt bà cũng đực ra không? Là cái gì? Internet nó về tới quê mình rồi. Sắp nhỏ bây giờ nó lên mạng nó rần rần nó trển rồi. Mà không biết một chữ nhất một về tiếng Anh. Thì làm sao có thể mằng việc với người nước ngoài được? Trời, xin lỗi ông mà. Ai nói tôi ông là tôi không biết tiếng Anh. Nè bằng ép rồi bỏ túi nè.
bị nó bỏ túi đó. Bỏ túi mà không biết cái gì á, làm ơn bà lấy cái tiếng Anh đó bà quánh lên đầu bà đi. Chứ cái tôi học hoài tôi có biết cái Mr. Apple gì của ông là cái gì đâu. Mr. là cái gì? Ông Apple là cái gì? Quả táo. Trời, thấy chưa rồi. Đúng, ông táo là Mr. Apple. Trời ơi, chuyện tiếng Anh của ông ai mà biết được. Thôi để tôi ra chợ, ngồi đó chơi đi. Khoan, tôi đi theo tôi lựa cho, ông có biết mua gì đâu, bà chém đẹp ông bây giờ. Tôi biết ý bà quá mà. Sao? Không phải là bà đi lựa trái cây đâu. Chứ đi đâu cha? Bà Ly, bà giữ nhan sắc của tôi thôi. Đi cuốn, đợi tôi với. Liễu Liễu à, chạy ra mới chạy sao Liễu? Anh Tuấn à, em mong anh hãy hiểu cho em. Đối với em sự nghiệp là quan trọng nhất, ca hát là niềm đam mê lớn nhất với em. Bây giờ cơ hội đến rồi, anh phải để cho em nắm bắt lấy nó chứ. Nhưng ông ta có yêu thật hay không? Em không cần biết điều đó. Cái em cần chính là sự lăng xê của ông ta kìa. Ông ta là một đạo diễn có tài. Ông ta có thể đưa em lên đỉnh những nghệ thuật của anh này. Em quay mặt đi, chút cay mà chi. Đời con gì, tình đã biết thương đau. Ông ta đã mua vé máy bay cho em rồi. Một lát nữa đây, em và ông ta sẽ bay đến nước ngoài để làm album đầu tay cho em. Rồi một chiều, anh Tuấn à, em mong anh hãy hiểu cho em. Em đi đi. Anh Tuấn à, tôi nói em đi đi. Anh Tuấn, đi đi. Đêm từng đêm, chiều lời ca em hát, em thăng hoa, rồi cuộc tình bay mơ. Liễu, ta ngậm ngùi đời nghệ sĩ em. Tội nghiệp Tuấn, tôi biết sao Liễu bỏ đi rồi ông ơi. Ông coi nó tất tình, nó ngồi cái dáng cũng xấu. Coi dáng nó ngồi trên ghế kìa ông, y chang Hugo cưỡi đà điểu. Bà ngồi còn xấu hơn nó. Xấu hơn mà. Bà ngồi như con mụ chim la. Ủa vậy à? Con quỷ leo xuống. Ủa nãy giờ tôi ngồi trên người ông hả? Bà khóc con ít thân tôi khóc mà. Tôi khóc mà bà chặn nước nó không lên được con mắt luôn. Trời ơi, tôi nãy giờ con nói tưởng là ngồi trên khúc cây không à. Nói còn được đâu mà nói. Ông ơi, qua coi an ủi con đi á. Tội quá. Tuấn à, tôi hơi lố. Lố quá luôn. Qua coi an ủi. An ủi nó mà mở miệng ra cái bà táp. Mở miệng ra bà táp à. Tuấn, đừng buồn con. Có gì đâu buồn ha. Sao con tôi nó đẹp mà xui dữ vậy trời. Trời ơi Tuấn à, nghe ta nói nè con à, ở đời á, nghèo nó cũng là một cái tội nữa mày à. Mà mày á, mày tới hai cái tội lận. Nó làm gì mà hai cái tội bà? Nó vừa nghèo mà nó vừa xấu. Bây giờ Liễu bỏ là phải mà. Tuấn, cho dì Tám hỏi thiệt con nghe con, hình như là mắt con bị lé không? Lé kim hay sao không? Mẹ vô duyên. Kìa, nhìn coi. Hơi chình chút. Nói cái gì mày? Cái gì? Tía lúc nào cũng nói thiệt mà. Thì cái gì, ông này con nó đang buồn mà nó mắt nó chinh chinh là sao? Bởi không có biết an ủi nó gì à. Con à, mày vậy là mày chỉ xấu cặp mắt thôi. Nhưng mà con rất là được cái lỗ mũi. Đúng. Lỗ mũi xinh ghê không, thấy không? Đẹp đẹp. Tao nói cái sống mũi thằng nhỏ thẳng tưng à. Có điều cánh mũi nó hơi lớn không? Nói chung á, cái lỗ mũi của con á, nó là cái lỗ mũi mà nó không giống cái lỗ mũi. Nó giống cái lỗ rúng. Cái gì, mày là mày xấu cái mũi thôi. Nhưng mà con rất là được cái miệng. Cái miệng. Đúng không? Đúng. Bà phải nhìn nè, con mắt nó xấu đi. Cái mũi nó xấu.
nhưng mà được gỡ lại cái miệng đó. Đó, cái miệng của con tôi nó được một cái là nó giống cái giống cái gì à, con sò huyết nướng tái đó, đó, thấy không, sò huyết mà nướng tái thôi. Ba bị hố hả con? Hố chứ con nghĩ sao mà cái miệng cái gì nó giống sò huyết, nó giống con chim chép. Tao thấy mỗi lần mà tỏ tình dương liễu tôi rình là hai cái bộ nó chép 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 y chang chim chép luộc vậy đó. Cái gì đâu mà khóc con ơi, con á là con chỉ xấu cái mắt cái mũi cái miệng, nhưng mà con rất là được cái khuôn mặt, khuôn mặt sáng đúng không? Đúng, sáng quá. Tao nói thằng nhỏ có tài nào, sáng như trăng rằm vậy đó. Cái mặt của con á nó là cái mặt mà nó không giống cái mắt, nó giống cái băm. Mẹ già thì tâm ban vô duyên à, an ủi nó không an ủi nó còn kể xấu nó nữa. Con ngủ dữ vậy con? Con ngủ hồi nào chứ mày làm gì? Con giận á. Trời ơi, có gì đâu mà giận thì nó giận nó coi vỏ đi, có gì làm cho nó vui được thì làm đi. Con ơi, con đừng có giận, con đừng có khóc. Đó, con đẹp đúng không? Con đẹp, con lộng lẫy. Trời, ít nhất là con tao nó phải giống tao đúng không? Đẹp quá mà, con đẹp quá, con đẹp mà nhiều khi tía nhìn tía thôi là tía ấy thấy nhan sắc của con hiện lên rồi. Ai cho con tự tin quá? Ông nghĩ sao bộ la ông đẹp? Ông nói ông có muốn ói không? Chứ tôi muốn ói nãy giờ đó. Muốn ói bỏ ói đi. Coi vỗ đi. Ê nãy thấy mua gì vậy? Nè, tía có mua tờ báo đây. Mày coi cái này là mày sẽ vui liền. Con Liễu ha, chụp hình với đạo diễn. Mày coi hai đứa nó xứng thấy ghê không? Thằng này nó cao mà nó đẹp trai. Nhìn lại con à trời. Ôi trời ơi, ông này thiệt á. Con có đang buồn mà đi đưa tờ báo chụp cho đạo diễn à. Nó đưa ông... cái môi ra tới bằng cái cằm đâu kìa. Ghê, tôi để tôi đi. Ông có biết ăn biết nói gì à? Tuấn à, ý dì Tám là sao con? Dì Tám từng trải, dì Tám hiểu mà con. Như Tám nè, ngày xưa đó, Tám vô từng ăn chung, ngủ chung với một người nghệ sĩ. Vậy đó, mà khi người ta nổi tiếng rồi, có nhớ Tám là ai đâu? Ai vậy? Hoài Linh. Làm gì bất ngờ cha? Bà có láo thì cũng láo vừa vừa thôi. Cái xóm mình nó ở ngày xưa nó hẻo lánh. Tôi ở trong cái xóm này từ nhỏ cho tới lớn, tôi ở gần bà vậy, tôi có thấy cái thằng nghệ sĩ nào vô đây đâu. Tôi thề với ông, từ nhỏ tôi từng ăn chung ngủ chung với Hoài Linh. Nói láo. Có, tôi ăn chung ngủ chung với Hoài Linh mà. Ở đâu? Hồi học nhà trẻ. Thôi, không biết mà sao sao. Tôi với ông học chung nhà trẻ ngoài Nha Trang nè. Không dẹp đi, qua bên này. Không biết mà cái xào xào sao xào. An ủi, cô ấy đã nói xào, không phải như tía mày đâu. Sến ớn không? Ngày xưa tía mày cũng đã từng có một mối tình thật đẹp. Một cô gái đã đam mê nhan sắc của một chàng trai nhà quê là tía. Bà ngưng lại đi. Con có biết mối tình ấy nó đẹp đến độ nào không? Mỗi buổi chiều cứ đúng 4 giờ là tía phải chở cô ta trên chiếc xe đạp cọc cạch. Hai đứa chạy giữa đường làng. Có những khi trời đổ mưa, nhưng đúng 4 giờ là tía phải đến đón cô ấy. Ấy thế mà khi tôi cô ta lên rồi, cô ta đành đoạn cô ta bỏ tía. Cô ta cũng làm nghệ sĩ luôn hả ông? Không. Chứ làm gì? Bán vé số dạo. Tội nghiệp bà mẹ nó. Làm ngồi nghe muốn chết à. Bán vé số dạo mà lên gì ông nội? Nó lên đại lý. Trời đất ơi, vậy chứ 4 giờ chiều chở lo sự nghiệp mà lo cái gì? Đi mua giấy giò. Mua giấy giò tao 4:30 lần cha. 4 giờ tao phải chờ đó. Đạp tới nơi 4:30 vé giò ra là vừa. Trời ơi, mẹ già nó đâm hơi thiệt. Tôi bó tay luôn nha ông nha. Tôi tận giờ phút này con nó đang buồn mà nói chuyện tình cảm của ông là sao? Tránh ra để tôi an ủi nó coi. Nữa à Tuân à, ý dì Tám là sao? Dì muốn con phải anh hùng lên. Tại vì mày là đàn ông con trai mà. Bây giờ nó có đem thiệp cưới đặt trước mặt con cười tươi lên cho ta. Mày dở thiệp cưới mày đọc trước mặt nó luôn cho ta. Để tôi đọc luôn nha ông. Đó, bây giờ nè. Đây nè, tôi nói cho bà nghe nè. Đọc để bà từ từ bà đọc. Bây giờ tía nói con nghe. Cái chuyện như vậy đây mà con còn buồn để làm gì?
tía thấy nó mồ côi, tía thương nó, tía lo cho nó. Ha? Tới giờ này nó còn chưa nghĩ tới cái nghĩa mà. Cái tình thì ăn thua gì. Quên nó đi. Quên đi con ơi, cái thứ mà không có tình nghĩa đúng, đúng không? Bây giờ bà đọc cái thiệp đám cưới đây cho nó chai lì đi giùm tôi cái đi. Thiệp cưới tới đó mời con cười. Cười tươi chứ không có chuyện gì xảy ra. Mở thiệp cưới ra đọc luôn. Cô dâu, bành thì lộ liễu, kết hôn cột. Không phải, không phải. Gì? Không phải bành thì lộ liễu. Ủa chứ nó tên gì liễu ta? Nguyễn Hoa Liễu. Nguyễn Hoa Liễu. À, biết rồi. Gì? Ông. Cô dâu tên Nguyễn Hoa Liễu. À. Chà, chắc này chú rể tên Lê Giang Mai lắm. Hai này cưới nhau về chắc đẻ rác IV quá. Tôi giải liền á, tôi giải nó luôn. Nói bây giờ ghét mà, ghét cho đẻ ra vậy luôn đi. Giận quá mà. Yên tâm đi con, rồi đây Tám sẽ làm mai cho con một đứa con gái khác đẹp hơn nhiều. Yên tâm đi. Ừ, biết làm mai ai không? Con Gôn lờ nè. Gôn, Gôn biết không? Biết Gôn không? Gôn là con nào? Trời ơi, bây giờ tính lúa sinh ngữ chứ không? Gôn nó là tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt là khung thành. Gôn khung thành. Con nào ở đây mà tên khung thành, từ xưa giờ thành tên đàn ông mà con. Trời mẹ ơi, khung thành là thanh khùng đó. Bắt tay với tôi một cái đó hả? Cảm ơn, cảm ơn. Hợp với thằng này. Tới bây giờ tôi mới thấy bà làm mai con thanh khùng là hợp với thằng này. Bị đó, nó khùng, nó không nhìn ra cái nhan sắc thằng này đó. Hiểu không? Thằng con ông nó xấu quá mà. Mày con tao mà mày không có giống một cái nét đẹp nào trên gương mặt của tao hết. Con giống bà đúng rồi, con đâu phải con ba. Mày nói gì bậy vậy? Tao quánh cho cha mày nha. Chứ lúc má mất má nói nè. Nói cái gì? Con là con của chú Tư hàng xóm. Gì vậy? Từ từ ông ơi, có gì từ từ nói. Trời ơi, một sự lừa dối. Ôi, một sự lừa dối. Trời ơi, đến giờ này hai mươi mấy năm tôi mới biết sự lừa dối của vợ tôi. Mày xạo. Tao khẳng định là mày với ổng là cha con ruột. Sao tao biết? Hú y chang nhau. Tao nói hai cha con mà xấu bánh nhà lòng, mà xấu y chang nhau luôn à. Ngu mày ngu. Đưa cái nhan sắc ra làm chi cho bà mạt xác luôn nguyên một gia đình. Tại con quên, con giận quá. Mày quên cái gì vậy? Con giận quá nên nói vậy thôi. Mày giận người ngu. Mày giận mà mày moi cái nhan sắc ra cho người ta chửi cả nhà mình. Xin lỗi mà. Mỏ hai cha con chị y chang nhau. Nè, cũng giống luôn á. Trời, tao nói xấu gì mà xấu cả làng, cả xóm, xấu cả dòng họ luôn à. Xấu mà không nhường cha xấu. Lợi dụng tôi đang giận. Đá lòng nghèo cua tôi hả? Trời ơi. Còn mấy cọng á, để chớp cản bụi đi. Cha ơi là cha. Sợ lắm khi yêu ai. Sợ lắm khi yêu ai. Chắc Tuấn Thiếu Tiền nó quay lại đầu. Để đập hơi. Tặng tập tiếng dai. Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay. Tình anh đó luôn nồng cháy. Cô về đây làm gì nữa? Sao cô không đi đi? Nhà tôi nghèo lắm, không có tiền để lăn xê cho cô đâu. Cô đi theo ông đạo diễn kia đi. Cô đi đi. Sợ lắm câu mong chờ. Trời ơi, tao tức mày quá Tuấn ơi. Cái chuyện nó bỏ mày nó theo ông đạo diễn mà mày nói nhỏ nhẹ vậy là sao? Tránh ra, để tao xử con này. Con ơi, con nghiệp đến lắm con ơi. Mấy nay con bỏ nó mất ăn mất ngủ con ơi. Đừng có bỏ nó nữa nha con, quay về. Con mẹ máu son. Cái gì vậy? Chửi mà chửi vậy hả? Hai cô cháu mày đang hát phải không? Chửi là phải chửi như vậy nè. Té tát trong mặt nó mới vừa lòng tao. Trời ơi, cái gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Tôi nhìn cái mặt đó tôi thương quá, tôi chửi không được. Trời ơi, thôi thì có cái gì á, từ từ nói, già rồi đừng có giận lên máu nghe chưa. Sao nói chuyện với tôi thì quay cái mặt ra đây đi. Quay cái mặt ra đây nói chuyện với tôi nè. Ôi, nó kẹt mẹ cái đầu trong này rồi. Trời ơi, chi mà nhí nhảnh. Ủa, tôi rút ra coi. Đó, thấy chưa? Nhí nha, nhí nhảnh nè. Mày về đây để làm gì nữa? Mày về để cho Tuấn nó buồn thêm hả?
Cô là cái người giống ơn bội nghĩa. Thôi cô đi đi, cô quay về đây làm cái gì nữa? Tôi nói rồi đi đi, trời cái mặt nhìn là thấy ghét rồi. Đi. Đừng chửi nữa. Chửi nữa nó cũng đi thôi. Ông ơi ông, đừng an ủi tôi để cho tôi không đi. Ông ơi nhìn kìa. Mà còn nó ác ghê chứ. Trước khi nó đi nó còn đem rác ra nó xả trong nhà tôi để cho tôi quét. Nó muốn hành hạ cái thân già này mà trời ơi. Đi em máy bay rồi. Còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em. Sợ lắm câu mong. Phải đi máy bay không? Không giờ có đi máy bay đâu ấy. Có chuyện nè, máy bay nè. Từng đêm ướt hết bờ máy bay. Nếu không có chuyện đó, cha tôi biết cái này là vẫn trong tim dần nhạt phai. Mặc thời gian anh vậy vẫn là nó nhiều ở đây với mất yêu. Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài. Buồn ghê. Tôi nói buông ra. Dạ, dạ tụi con buông rồi. Nói cha già này nè. Làm quá à. Thấy tao liều rồi ôm luôn à. Liều. Hả? Con chào này. Thằng này quen. Quen quá. Ai? 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 Đúng rồi. Đạo diễn. Trời ơi. Đạo diễn. Ở ngoài nó đẹp hơn ở trong. Trời ơi. Bây giờ sao ông ơi? Tính sao? Trời ơi phá gia can. Chào con. Dạ. Con là đạo diễn phải không? Dạ. Mời con vô ngồi. Dạ, mời con vô ngồi. Dạ. Ngồi chơi đi con. Ngồi chơi. Trời ơi ông ơi, nó là đạo diễn, nó là cái người tình địch của con trai ông mà mời nó vô ngồi là sao? Ngu, con gái là ấy không có qua ngọn cỏ, ta đóng cửa ta quánh thấy mẹ nó luôn. Cha già ốm mà cao kiến thiệt. Bác ạ. À. Đạo diễn Phong. Dạ đúng ạ. Cậu là người dụ con Liễu đi theo cậu phải không? Dạ, đi theo cậu làm âm mưu để lăng xê gì phải không? Dạ, cậu la gì là cậu phá gia can gì khác cậu biết không? Má ơi, con không phải bác. Má nóng lên, má xăng lên rồi thấy ba, không? Ba, thấy chồng cuốn này, mặc dù tao không biết chữ nhưng mà tao vẫn thấy được cái hình. Mày xuống dưới quê tao làm sao mày lộn được mày? Dạ. Tại sao vậy? Hả? Bác ơi. Tại sao mày lợi dụng cái niềm đam mê của nó rồi mày dụ dỗ nó? Bác bình tĩnh nghe con nói bác ơi. Dạ. Bác con bữa nay con đến đây á là con muốn giải thích với bác một chuyện ạ. Giải thích cái gì? Dạ. Muốn giải thích cứ ngồi xuống giải thích. Dạ. Giải thích không xong thì mày không yên với ta đâu. Mày thấy hai cái ông Nguyễn mày lò ổng là mày ngán chưa? Đúng không? Con biết rồi ạ. Dạ bác ơi, chắc trong thời gian qua gia đình hiểu lầm con lắm mà. Dạ sự thật là con với Liễu không có một chuyện gì hết bác ạ. Không có chuyện gì là không có chuyện gì, mày nói đi. Dạ sự thật mày đó. Thấy cái này không? Cá lóc nướng tui nó còn sợ cái giò tao ra. Trời ơi cái giò gớm quá, kéo xuống đi khoe hoài. Biết rồi. Dạ bác ơi, bác nghe con nói một lần thôi bác. Nói đi. Dạ đúng là một dịp tình cờ con về quê chơi thì con phát hiện được là Liễu hát rất là hay, Liễu rất có khả năng. Ở trong quá trình tiếp xúc thì con biết Liễu rất là đam mê nghề nên con muốn giúp đỡ Liễu vậy thôi chứ con đâu có ý gì đâu bác. Mày đừng có sao mày. Nếu bác không tin bác có thể đưa Tấn đi lên với Liễu với con lên Sài Gòn. Mày đi lừa tao. Mày đưa thằng này lên rồi mày lợi dụng mày bự con nó rồi mày quánh mày giết con tao ở trên Sài Gòn là tao sao tao biết được. Bác à. Tao nói cho mày nghe nha. Không phải ở dưới quê rồi không biết cái gì. Hả? Tao nghe nhiều lắm rồi. Mấy người đạo diễn như tụi bay á cứ lợi dụng cái niềm đam mê của người khác. Rồi bác hại à. Con người ta xong xuôi rồi bỏ lừa bỏ lửng đó. Bác ơi, bác quên đủ cái nắm về tội nghiệp tụi con lắm bác. Nghề đạo diễn cũng như mấy nghề khác, cũng người này người kia mà bác. Với lại con thật lòng cũng muốn giúp đỡ Liễu mà. Ngồi xuống đi, ai cho đứng lên. Bà thấy sao? Thấy cái mặt thằng này nó cũng thành thật á. Không đến nổi đâu, không có gian như ông. Sao bà bật tay vậy? Mẹ cứ đâm xuồng bé hoài. Được, tin nó đi ha, không thấy sao? Nói thiệt ha. Dạ thiệt. Bác xin lỗi con. Hiền. Tại vì bác nuôi con Liễu từ nhỏ tới lớn. Dạ. Với lại bác mong muốn nó làm dâu nhà bác. Dạ. Đó. Thành thử ra đôi khi bác bức xúc với lại thấy con mình
nó đau khổ mình đâu có vui vẻ gì được ha. Hiểu lầm đó cảm con ơn à. Con nhiều cảm ơn cái sự nhiệt tình của đó, con mà con lăn xê cho nó sau này mà thành một tài năng trẻ là trời ơi cảm ơn con lắm luôn á. Dạ. Rồi sau này con xuống đây chơi bất cứ lúc nào cũng được ha. Dạ, thôi được rồi bây giờ là thôi nói tinh phòng chú đừng giận tôi. Bác nói cho chú nghe vậy nè, thôi mấy để cho ông Tuấn tôi nên đi theo con Liễu. Dạ. Bị con gái đi mình cũng không nên. Dạ, vậy cũng được đấy. Thôi thì để chờ tôi đi là phải có vé máy bay nha ông, tốn tiền à. Yên tâm đi, trời ơi đất ruộng tôi bộn bề, tôi bán thêm xào ruộng mua thêm cái vé máy bay cho ông Tuấn, có một cái vé ăn thua gì bà. Ừ ba ơi, hai vé lận ba. Thôi ba không có đi đâu, tao còn ở đây coi nhà coi cửa coi ruộng coi nương, mua chi hai cái phí tiền. Không có, tại lúc nãy con lỡ xé mất một cái rồi. Cú này là tới hai xào ruộng luôn à. Có nhau rồi, ta chỉ cần nhau thôi.
và phân phối đầy đủ các loại CD, video, DVD, karaoke của tất cả các trung tâm. Đặc biệt, chúng tôi đại diện phát hành tất cả các sản phẩm của Tình Production trên vùng Bắc Cali. Chúng tôi chuyên bán sỉ băng trắng cho các tiệm video trên toàn nước Mỹ, có nhận cố vấn và view tiệm video mới cho tất cả mọi nơi. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thư Lâm Music and Bookstore tại địa chỉ 2549 South King Road, phòng A5, San Jose, Cali 95122, điện thoại liên lạc 408-531-1455 hoặc 408-205-9075, số điện thư 408-531-0289. Thư Lâm Music and Bookstore kính mời. Bao đau thương trôi qua mau, đôi ta luôn bên nhau suốt đời. Quý vị muốn nghe các loại nhạc hay hoặc cần có giọng hát hay xin đến Phương My. Vì Phương My có bán đủ loại video, CD, DVD, VCD, karaoke của tất cả các trung tâm. Ngoài ra Phương My có bán đủ loại thẻ điện thoại gọi về Việt Nam và trên toàn quốc, bảo đảm âm thanh rõ ràng và những chuỗi hệ phim trên toàn thế giới. Phương My còn bán đủ loại máy từ điển điện tử, học tiếng Anh giá từ 50 Mỹ Kim. Đặc biệt quý khách cần mua một hệ thống Home Theater hoặc một bộ máy karaoke thật hay với giá bảo đảm rẻ nhất Houston, xin đến Phương My. Vì Phương My là đại lý chính thức của các hãng máy danh tiếng nhất. Xin đến Phương My để so sánh giá cả trước khi mua và cho Phương My cơ hội để phục vụ quý khách tại hai địa điểm. Phương My 1, khu chợ Hòa Bình, điện thoại 713-523-1131. Phương My 2, khu chợ Hồng Kông 4, điện thoại 281-530-9155. Phương My trân trọng kính mời.